Tư Tôn có ở bên trong không?" Thanh niên áo bảo hỏi một kim giáp vệ sĩ, "Tiên Tôn đại nhân đang ở trong đó." Kim giáp vệ sĩ trả lời, thanh niên gật đầu nhẹ, cất bước đi vào đại môn, rẽ qua mấy hành lang, đi vào trong thiên điện. Trong đại điện trống trơn, chỉ có một cái đài cao màu bạc, phía trên đặt một cái ghế ngồi màu vàng. Một gã nam tử trung niên mặc áo bào tím khoanh chân ngồi trên đấy, người này có màu da ngăm đen, mặt vuông mũi rộng, tạo cảm giác uy nghiêm vô cùng. Giờ phút này hai mắt nam tử nhắm nghiền, toàn thân tản mát ra tầng tầng hào quang sắc tím, phạm vi mấy trượng quanh người đều được làn sương mù tím nhàn nhạt, nhạt bao lấy. Một lực lượng quỷ dị bao trùm khắp đại điện, làn sương tím nhẹ nhàng lay động theo hơi thở của người này, không gian trong đại điện cũng chấn động ầm ầm không ngừng, hết thảy mọi thứ trong đại điện đều bị khống chế. Thanh niên Kim Bảo nhìn tình huống của vị nam tử trung niên kia, trên mặt lộ ra nét trần trừ, lát sau cắn răng nói khẽ, "Đệ tử Từ Vân Bình, bái kiến sư tôn đại nhân." Con mắt nam tử trung niên nhẹ run một cái, mở ra, hai đạo lôi điện như tinh mang từ đó bắn ra, nhìn về phía thanh niên kim bào. Sắc mặt thanh niên kim bào thoát cái trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy. Là Vân Bình à, có chuyện gì thế? Tinh quang trong mắt trung niên nam tử nhanh chóng tiêu tán, khí tức trên thân cũng thu lại, hỏi. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử nhận được tin tức Bắc Hàn Tiên cung truyền tới, cung chủ tiêu tấn Hàn dẫn đầu môn hạ thăm dò Minh Hàn Tiên phủ, kết quả tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gần như toàn quân bị diệt. Tiêu Tấn Hàn cùng mấy tên kim tiên trưởng lão đều vẫn lạc trong đó. Trong lòng kim bào thanh niên buông lỏng, nhanh chóng bẩm báo. Ô, lại có chuyện này à, ta nhớ Tiêu Tấn Hàn là kim tiên đỉnh phong cơ mà, có tra được hắn vẫn lạc thế nào không? Thần sắc trung niên nam tử không chút biến đổi chậm rãi hỏi. Sau khi đệ tử nhận được tin tức liền tra xét khắp nơi, nhưng người tiên cung từ trong minh hàn tiên cung còn sống đi ra ngoài lại quá ít, hơn nữa cũng không rõ tình huống cụ thể tuy vậy trước nay tiêu tấn hàn vẫn luôn có ý đồ thống nhất bắc hàn tiên vực xung đột gay gắt với mấy thế lực lớn khác của bắc hàn tiên vực việc hắn vẫn lạc hẳn là có liên quan với mấy thế lực lớn kia kim bào thanh niên ngừng một chút lại nói thêm chuyện của tiêu tấn hàn lúc trước ta cũng có nghe qua làm việc vội vàng hấp tấp có điều mấy tông môn kia cũng ăn gan hùm mật gấu cả ư ngay cả chủ nhân tiên cung được thiên đình phái xuống cũng dám ra tay phân phó xuống dưới lập tức phái người tiến vào bắc hàn tiên vực triệt để điều tra việc này nếu đúng như vậy chu sát toàn bộ kẻ nhúng tay vào. Uy nghiêm thiên đình tuyệt không để cho kẻ nào mạo phạm. Nam tử trung niên nghe xong, trong mắt xẹt qua lạnh ý, trầm giọng nói. Vâng, đệ tử đã phái người đi trước đến Bắc Hàn Tiên vực điều tra việc này, chắc chắn sẽ có kết quả nhanh thôi ạ. À. Kim bào thanh niên chắp tay nói. Ừ, cần phải điều tra manh mối chuyện này. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Đệ tử biết rõ, bất quá sư tôn, con còn một tin tức muốn bẩm báo với người. Kim bào thanh niên đáp ứng, lại nói thêm. Còn có chuyện gì? Trung niên nam tử hỏi. Lần này Minh Hàn tiên cung mở ra, nghe nói tiên ngục công thâu tiên sứ lần theo dấu vết của một tên tặc tử Luân Hồi Điện, cũng tiến nhập vào trong, kết quả công thâu tiên sứ có lẽ đã vẫn lạc ở trong rồi. Kim bào thanh niên trần chờ một chút, đáp, công thâu, chẳng lẽ là công thâu cửu của công thâu thế gia? Trung niên nam tử nghe xong, chân mày khẽ giật giật. Đúng là người này, Kim bào thanh niên nói, tuy rằng thực lực công thâu cửu trong đám tiên sứ tuần tra cũng không xuất sắc lắm, nhưng dù sao cũng là một gã thái ất ngọc tiên chỗ bắc hàn tiên vực ấy không thể có người giết nổi hắn là người luân hồi điện làm trung niên nam tử đứng lên hỏi việc này vẫn chưa rõ nếu luân hồi điện phái người ở thái ất cảnh tiến vào bắc hàn tiên vực chúng ta không thể không biết người có muốn đệ tử phái người điều tra chuyện này kim bào thanh niên lắc đầu nói không cần tiên ngục hành sự vẫn luôn độc đoán chuyên quyền người của chúng chết rồi tự chúng sẽ đi điều tra không cần chúng ta nhúng tay vào trung niên nam tử khoát tay áo nói ra vâng kim bảo thanh niên đáp việc này ngươi xử lý rất tốt bác hàn tiên vực dưới quyền cai quản của ta tuyệt không dung thứ người đi sắp xếp mau chóng để ý chọn lựa cung chủ mới cho bác hàn tiên vực trung niên nam tử trầm ngâm một chút liền phân phó vâng kim bảo thanh niên lần nữa đáp lại bước nhanh ra ngoài bác hàn tiên vực bác hàn tiên vực trung niên nam tử đi đi lại lại trong đại điện lẩm bẩm trong miệng sau một lát gã chợt đứng lại hào quang màu tím trên thân lóe lên, bóng hình trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Phía tây nam cách xa đại dương của Thượng A Đại Lục là một đại lục to lớn hơn nữa, tên là Lâm Hoang Đại Lục. Ở phía đông đại lục này là dãy đồi núi nhấp nhô trùng điệp, chính giữa rừng rậm sum xuê dày đặc, chướng khí hoành hành, ít có thành quách. Đi mười mấy vạn dặm từ bờ Đông Hải hướng vào trong là sườn đồi cao chót phát hơn ngàn trượng, kéo dài mấy trăm vạn dặm, vắt ngang về hướng Nam Bắc ở phía Đông Đại Lục. Rõ ràng là một khối đại lục hoàn hảo, lại như bị trời xanh hạ một đao vạch làm hai đoạn bên kia sườn đồi phía trên là ốc đảo minh mông xanh biêng biếc ở dưới lại là bãi cát vàng cuồn cuộn vạn dặm ở trên sườn đồi cách biệt lưỡng giới ấy là vạn lý trường thành sừng sững như hắc long nằm đấy cứ cách vạn dặm lại có một cửa ải chấn giữ bên trong giày đặc cấm chế còn xây dựng rất nhiều trận đài phóng hỏa cho dù cửa ải hiểm yếu không ngớt lại có vô số trận đài phóng hỏa nhưng chỉ có vẻn vẹn một tòa thành nguyên hoang thành gần chập tối Mặt trời màu vỏ quýt phía chân trời đã rớt xuống đầu tường thành, mang theo tia sáng ấm áp theo đường chân trời kéo dài tới, chiếu rọi hắc quang trên tường thành, khiến mỏm núi đá đen lạnh nổi lên một tầng hào quang nhu hòa. Phía tây tường thành, vạn dặm biển cát phía dưới sườn đồi ngàn trượt, dưới ánh hoàng hôn hiện lên quang mang kim sắc ảm đạc, ngoại trừ gió nhẹ lướt qua mang theo hạt bụi li ti, không nhìn ra bất kỳ động tĩnh nào khác. Tương phản với nó, bên kia tường thành lại là tòa thành chỉ diện tích gần nhìn dặm lẳng lặng đứng yên, ở trong ngõ ngách dọc ngang, phủ huyền san sát, dẫu bầu trời chưa tối hẳn, đèn đuốc đã chiếu sáng khắp vùng. Bởi vì diện tích thành chỉ thật sự quá lớn, trong thành ngoại trừ phần nội thành được quy hoạch trật tự hơn, ngoại thành tựa hồ chỉ xuôi theo tuyến đường chính nguyên bản trong thành mà thôi, tùy ý kiến tạo khuế trương về phía đông như cái quạt xòe, không có kết cấu gì. Lúc này, ở trong cổ đạo lát gạch xanh đi thông ra ngoài thành, có hai người một cao một thấp, chậm rãi đi về phía trước, đồng hành tản bộ. Một tiểu cô nương nho nhỏ mặc áo ngắn nền đỏ viền vàng vui vẻ, tầm khoảng 8-9 tuổi, vô cùng khả ái, trên tay cầm ba cây hồ lô đường, láu lỉnh theo sát bên cạnh nam tử cao lớn kia. Nam tử cao lớn đang mặc trường bào màu xanh, khí tức trên người nội liếm, hai mắt sáng ngời có thần. Nam tử này chính là Hàn Lập, mà bé gái mặc áo đỏ cứ đi một bước là bím tóc nhỏ trên đầu lại lắc lư tới ba lượt, ngoài kim đồng thì còn ai. Lúc trước giao tam đưa cho hắn lộ tuyến tới trạm thứ nhất kia, giống hệt vị trí hô môn đạo nhân nhắc tới, chính là Nguyên Hoang Thành, sau khi Hàn Lập tính toán đến nơi này, lại thăm dò thêm chút ít tin tức, rồi quyết định hành trình ở man hoang giới vực nên an bài thế nào. Đại thúc, mình ngươi áp chế cảnh giới không được à, cần gì phải bảo ta áp chế cảnh giới nữa vậy? Kim Đồng vừa thưởng thức đường hồ lô trong miệng, vừa có chút không hiểu hỏi. Ngươi là kim tiên cảnh hậu kỳ, khí tức dồi dào, đi trong đám người hiển lộ rõ ràng, dễ làm người khác chú ý. Ánh mắt hàn lập nhìn về phía biên giới thành trì ở phía xa, đáp. Đó không phải gặp dịp để ăn à tốt nhất là đưa tới đây mấy tên kim tiên to gan khiêu khích, bổn tiên nữ vừa vặn thu thập hết thảy bọn chúng, thế là lại tích lũy được một đống lớn pháp bảo làm đồ ăn vặt rồi, mới nãy ta thấy ăn không đủ no. Kim Đồng nghe xong, vui vẻ nói, việc cấp bách chúng ta cần làm bây giờ là rời khỏi Bắc Hàn tiên vực, người đừng sinh chuyện nữa. Bằng không người biến thành giới chỉ trên tay ta, đừng biến thành hình người nữa. Hàn lập dừng bước lại, thần sắc nghiêm túc dặn dò. Không chịu, biết rồi, biết rồi, ta chỉ nói giỡn một chút thôi." Kim Đồng gật gù đắc ý nói nhỏ. Trong khi nói chuyện, hai người cũng đã đi dọc theo cổ đạo gạch xanh kia, ra bên ngoài Nguyên Hoang Thành. Chương 533, chuyện ở Man Hoang, gần ranh giới Nguyên Hoang Thành, hai bên đường đi tràn đầy lầy lội, phần lớn là nhà cửa thấp bé với gạch xanh ngói đen, trước cửa để những án kỳ hẹp dài, phía trên đặt nhiều loại hàng hóa, phần lớn là đồ vật phàm tục, không đáng để vào mắt. Càng đi vào hướng nội thành, con đường càng ngày càng rộng lớn và ngay ngắn hơn rất nhiều kiến trúc nhà cửa hai bên cũng cao lớn hoa mỹ hơn, bất quá so với mấy chỗ đại lục ở Bắc Hàn Tiên vực thì phong cách kiến trúc nơi đây rõ ràng có sự khác biệt. Nhà cửa nơi đây ít thấy cột trụ hành lang hình tròn, mái cong phía trên cũng không có pho tượng thủy thú thường thấy, trên mặt tường cũng không có điêu khắc hình ảnh, nhìn chung phong cách đơn giản thô kệch, ít tinh tế. Đồ vật trang trí hay đồ vật trưng bày bán hai bên đường đều không ngoại lệ, đều thể hiện sự bất đồng giữa nơi này so với các đại lục khác. Tuy rằng trời đã bắt đầu tối, nhưng người đi trên phố lại không ít. Sau một phen quan sát Hàn Lập phát hiện ở những địa phương khác của Bắc Hàn Tiên Vực cũng ít thấy người dị tộc, nhưng ở chỗ này số lượng lại không ít. Còn chưa đi được mấy trăm trượng hắn đã nhìn thấy không ít tộc nhân có tướng mạo kỳ lạ, phục sức cổ quái. Bất quá nghĩ đến đây chính là biên cảnh Bắc Hàn Tiên Vực Hàn Lập cũng không cảm thấy kỳ quái. Đại thúc, thơm quá ha. Kim Đồng vừa ăn xong mứt quả trong tay, cái mũi nhỏ hét lên, mở miệng kêu. Vừa dứt lời cả người nàng đã chạy tới một cái quầy hàng bên đường. Ôi, a, à, mời cô nương lựa chọn. Đứng sau quầy hàng là một hán tử tráng kiện có làn da ngăm đen, cười hỏi. Hàn lập nhìn theo, chỉ thấy quầy hàng bên cạnh bầy biện một nồi đồng to lớn, bên trong dầu đang đun sôi, trên án kỷ bên cạnh bầy ra một đống lớn thức ăn vừa mới ra lò, nhìn đen xì không dễ coi chút nào, lại tản ra một mùi thơm mê người. Nhìn một lát, lông mày hàn lập liền nhăn lại chỉ thấy phía trên án kỷ là từng đám đoạn chi to cỡ cánh tay người trưởng thành cũng có một đám bàn chân kích cỡ to lớn còn có từng con mắt không biết là mắt dị thú nào tất cả đều bị dán giòn cháy vàng ngươi muốn ăn cái này hàn lập hỏi ân ta muốn toàn bộ đại thúc thanh toán kim đồng đã sớm muốn lấy lập tức vung lên bàn tay nhỏ bé nói ra vừa nói xong thức ăn cổ quái trên bàn đều bị nàng thu thập vào trong vòng tay chữ vật hàn lập thấy thế không biết làm sao cười trừ một tiếng rồi thanh toán làm cho hán tử mừng rỡ không thôi kim đồng mang theo mặt mũi tràn đầy thỏa mãn tiếp tục đi vào hướng nội thành càng đi vào hướng nội thành người đi trên đường càng ngày càng nhiều các loại ngữ điệu thanh âm giao hàng liên tiếp vang lên xung quanh ngoài ra còn kèm theo rất nhiều tiếng kêu gào cãi lộn ngôn ngữ thô bỉ không giống với những địa phương mà hàn lập đã từng đi qua giữa không ít ngõ hẻm còn có rất nhiều lầu xanh bất chấp mọi thứ cửa ra vào hoặc trên lầu đều đứng rất nhiều hồng phấn giai nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp hoặc dựa lan khẽ gọi hoặc cầm quạt đung đưa, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, gọi mời khách. Phạm nhân ở ngoại thành khá nhiều, tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng phần lớn cảnh giới không cao, một đường đi tới, Hàn Lập cũng không nghe được tin tức nào hữu dụng, dứt khoát ngự phong bay lên, cầm lấy kim đồng trực tiếp bay vào nội thành. Bay trên bầu trời một lúc, nhìn xem phía dưới thấy lốm đa lốm đốm hỏa quang kéo dài ngàn dặm, lông mày Hàn Lập bỗng nhiên nhảy lên, nhịn không được thì thào nói, thật không nghĩ tới, nguyên hoang thành này lại là một tòa đại trận phức tạp như vậy dùng trường thành làm trụ cột trận, dùng 18 con đường lớn làm trận cước, diện tích thành chỉ càng lớn, pháp trận lại càng vững chắc, trách không được không xây tường thành, thật sự rất hay a. À. Đại thúc, cái gì hay? Tay kim đồng nắm một cái rán giòn vàng óng to đùng, đang gặm xoẹt xoẹt, hỏi. Người lo ăn đi, Hàn Lập cười cười, nói ra. So với ngoại thành, kiến trúc nội thành trở nên tinh tế hơn nhiều, bên trên góc phòng mái cong giường cột chạm trổ rất nhiều hoa văn trang trí, chẳng qua là tất cả đều điêu khắc hình dạng hung thú đặc dị, Đại bộ phận Hàn Lập cũng chưa từng thấy qua. Hai bên đường phố, tử lâu và cửa hàng đều là lầu các ba tầng, chính giữa còn kèm theo một ít đình viện khách sạn. Mà để cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn chính là, hầu như cách vài con đường, ngay chính giữa địa phương náo nhiệt nhất ở con phố, lại có một tòa kiến trúc to lớn hình tròn. Những kiến trúc này thường chỉ có một đại môn, khắp nơi trên tường đều điêu khắc phù văn dùng để gia cố, bên trong thỉnh thoảng có âm thanh giống như sơn hô hải khiếu truyền tới. Đại thúc, nơi đây rất náo nhiệt. Chúng ta vào xem một chút đi. Kim Đồng bị thanh âm này câu dẫn nên có chút động tâm, nói ra: "Chỉ là nơi đánh cược mà thôi, giống như phố phường bình thường dùng chó hoang gà đất, cho chúng đấu đá với nhau, người vây quanh đặt cược đoán thắng thua mà thôi." Hàn lập lắc đầu, nói ra: "A, à, sau khi Kim Đồng nghe giải thích, lập tức không còn hứng thú nữa. Đã liên tục di chuyển mấy ngày rồi, đêm nay ở trong thành này nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ra khỏi thành đi man hoang giới vực a." hàn lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn đêm tinh quang đầy trời nói ra đại thúc ngươi quyết định là tốt rồi ta ăn no rồi nên díu cả mắt muốn ngủ một lát a à. kim đồng không dị nghị chút nào nói dứt lời thân hình nàng liền co rụt lại hóa thành một giáp trùng màu vàng to cỡ vài tấc biến thành một giới chỉ màu vàng đậu trên ngón tay hàn lập hàn lập không biết làm sao cười một tiếng đi về hướng trung tâm tòa thành càng đi vào trong thành kiến trúc trên đường phố ngược lại càng trở nên thưa thớt trong nội tâm Hàn Lập rõ ràng, cái này không phải là vì nội thành không đủ phồn hoa, mà bởi vì kiến trúc khu vực hạch tâm nội thành đều là căn cứ bố cục pháp trận to lớn kia mà xây dựng nên, cho nên không thể tùy ý sửa đổi, đương nhiên cũng sẽ không chen lấn xây dựng thêm rồi. Đi đến đầu một con phố, Hàn Lập thấy ở trong ngõ hẻm đứng lặng một tòa môn lâu cao lớn màu đỏ thắm, phía trên cột trụ có long bàn phượng giật, điều khắc đám hoa đoàn như gấm, chính giữa viết ba chữ to yên miểu viên. Trong đôi mắt Hàn Lập chấp động lam quang, Xuyên thấu qua môn lâu thấy được khu vực đường phố phía sau, thiên địa nguyên khí dồi dào hơn xa các nơi khác, liền cất bước đi tới hướng môn lâu bên này. Tới gần cửa, hắn mới chú ý tới bên cạnh rõ ràng còn dựng thẳng một tấm bảng gỗ màu đen, phía trên viết một nhóm chữ. Bản viên chỉ tiếp đãi tu sĩ hóa thần trở lên, hắn cười lắc đầu, cất bước đi vào. Vừa vào trong môn, ánh sáng đột nhiên phát sáng lên, đôi mắt Hàn Lập híp lại, liền thấy trước mặt có một cung trang nữ tu dáng người thon dài dung mạo diễm lệ, thản nhiên đi tới trước người hắn. Khách quý Lâm Môn không có tiếp đón từ xa rồi. Nữ tu hơi hạ người xuống cúi chào hắn, mở miệng nói ra. Ngôn ngữ tư thái của nàng đều có chút cung kính, làm cho người ta tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, chẳng qua là nụ cười trên mặt thực sự quá hoàn chỉnh, giống như là trải qua thời gian dài hình thành tư thế tiêu chuẩn, làm cho người hơi có chút cảm giác xa cách. Phòng trò còn có chỗ trống không? Hàn Lập nhìn khắp nơi một chút, mở miệng hỏi trong ất đảng viên còn có một viện phòng trọ vị trí coi như ưu tính cung trang nữ tu đáp phòng trọ còn phân chia đẳng cấp ư thế giáp đảng viên còn có khách viện không lông mày hàn lập trao lên hỏi khách quý đích thị là mới tới nguyên hoang thành này a à? tất cả tiên gia khách sạn trong thành này đều có một quy củ bất thành văn phòng trọ đều phân bốn đẳng cấp giáp ất bính ninh giáp đẳng dành cho tu sĩ chân tiên trở lên cho nên dùng tu vi đại thừa của ngài phòng ất đẳng là thích hợp nhất Cung trang nữ tu mang theo vẻ áy náy kho người nói ra. Thì ra là thế, không sao, người đi trước dẫn đường đi. Hàn lập nghe vậy, cười nói. Chỉ là một chỗ ở, hắn cũng không tính toán gì, dù sao chỉ là ở tạm một đêm mà thôi. Cung trang nữ tu do dự một chút mới lên tiếng nói, khách quý không hỏi thăm thoáng một chút giá cả sao. Một lát người đưa tới một bàn tiệc rượu, ngày mai lúc rời đi sẽ thanh toán luôn. Hàn lập lạnh nhạt nói ra, tốt, khách quý xin mời theo ta cung trang nữ tu lại hạ thấp người nói ra dứt lời nàng liền dẫn hàn lập ra hậu đường đi dọc theo một hành lang nhỏ chậm rãi đi về phía sau tiểu viện khách quý nếu mới đến vì sao không dừng chân ở nguyên hoang thành vài ngày trong thành này vẫn còn có vài nơi đáng giá để đi khách quý nếu không du lãm một phen thật sự có chút đáng tiếc cung trang nữ tu đi trước hàn lập nửa người mở miệng nói ra vậy làm phiền cô nương giải thích một phen hàn lập nhìn như tùy ý nói nguyên hoang thành này đã xây dựng từ sớm cũng không biết đã qua bao nhiêu niên đại trong lịch sử từng nhiều lần bị hủy bởi chiến tranh giữa tu sĩ và hung thú man hoang lần trước thành trì này cũng bị hủy do chiến tranh sau đó được các đại tông môn đỉnh cấp tại bắc hàn tiên vực ủng hộ mới xây dựng lại đấy nữ tu vừa chậm rãi dẫn đường vừa nói hung thú man hoang từng nhiều lần đánh vào nguyên hoang thành trong nội tâm hàn lập khẽ động hỏi không sai nghe nói là do một ít man hoang chân linh dẫn dắt chủ động tiến giết vào nguyên hoang thành đấy bất quá cuộc chiến đại quy mô lần trước đã qua quá nhiều năm chỉ sợ nhiều người cũng không nhớ rõ nữ tu gật đầu nói nói như vậy nguyên hoang thành này là do các đại tông môn cùng trưởng quản hà hàn lập chợt nhớ tới một chuyện hỏi cũng không phải như vậy vị trí nguyên hoang thành thực sự quá đặc thù hiện nay người quản lý chính là phủ thành chủ cũng không bị các đại tông môn cai quản bất quá phủ thành chủ có quan hệ với các đại tông môn không tệ từ trước đến nay vẫn luôn an ổn. Nữ tu giải thích tiếp, tiên cung kia lại không có trách nhiệm quản giáo nơi này sao? Hàn lập lại hỏi, bác Hàn tiên cung ngược lại là muốn nhúng tay vào, nhưng các đại tông môn không cho phép, một phương diện khác thành chủ nguyên hoang thành là một tu sĩ kim tiên đỉnh phong, cho nên bọn họ hữu tâm vô lực. Bất quá, cung trang nữ tu nói đến đây, trần trừ một chút. Bất quá cái gì, kỳ thật trong nội tâm Hàn Lập đã đoán được nàng muốn nói gì tiếp theo rồi, nhưng vẫn mở miệng hỏi cũng không phải là bí sự không thể nói. Lúc trước Trúc Long Đạo xảy ra biến cố, thế cục Bắc Hàn Tiên vực chỉ sợ sẽ sinh biến, vì vậy Nguyên Hoang Thành chưa hẳn không bị liện lụy. Nữ tu bước chậm lại, có chút lo lắng nói. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trong nội tâm ngược lại Trần An thêm vài phần. Theo như nàng này nói thì biến cố Minh Hàn Tiên Cung còn chưa lan truyền ra toàn bộ Bắc Hàn Tiên vực, ít nhất trong Nguyên Hoang Thành này còn chưa biết tin tức đó. chương 534, Biển Cát, nói vậy, Quả thực là Bắc Hàn Tiên vực hiện nay càng ngày càng không yên ổn rồi. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, thuận theo lời cung trang nữ tu tùy ý đáp. Thiếp thân cả gan hỏi một câu, quý khách tới Nguyên Hoang thành để làm gì? Nữ tu hỏi, thực không dám giấu giếm, ta muốn đi tới Man Hoang giới vực, ngày mai sẽ ra khỏi thành. Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ một chút liền đáp, ra khỏi thành, ngài đi cùng bằng hữu ra khỏi đây ư? Cung trang nữ tu sửng sốt, dừng bước lại hỏi, không đi cùng ai hết? ta đã quen một mình độc hành. Hàn lập lắc đầu, xin thứ cho thiếp thân lắm miệng, thiếp thân tuyệt không có ý mạo phạm gì, chỉ là lấy tu vi khách quý, nếu đơn độc một mình ra khỏi thành, không khác gì lấy thân nuôi hổ, lấy thịt ném sói. Cung trang nữ tu hơi hạ thấp người nói, ý của cô nương là gì? chẳng lẽ bên ngoài thành có đại hung hiểm gì sao? Hàn lập nghi hoặc hỏi, khách quý có chỗ không biết, bên ngoài nguyên hoang thành là biển cát mênh mông rộng triệu vạn dặm, bên trong có những hố cát sâu không thấy đáy. Chứa nói người không đi qua được, ngay cả dị thú sa mạc sống ở nơi khác tới nơi này cũng không thể đi qua. Trừ phi dùng thuyền cỡ lớn trong thành để đi, mới tới được bờ bên kia của man hoang đại lục. Cung trang nữ tu giải thích nói, nếu đường bộ không thể đi được, tu sĩ vẫn có thể ngự không bay qua mà, chẳng lẽ trên không còn có nguy hiểm gì khác. Thần sắc hàn lập không đổi, mở miệng hỏi, đối với biển cát hung hiểm này, hắn chưa thấy tận mắt, thâm tâm cũng không quá coi trọng. Chớ nói đến chân tiên, ngay cả Kim Tiên cũng không dám lớn mật bay bừa vào chỗ biển cắt ấy. Nơi này phụ cận man hoang giới vực, sau lần chiến tranh ấy bên trong nguyên hoang thành rất ít có hung thú xuất hiện, nhưng trong biển cắt kia lại thường xuyên có tồn tại man hoang cường đại đi lại, một khi bị chúng để mắt, dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, kết cục cũng là thập phần thê thảm. Cung trang nữ tu tiếp tục nói, Hàn Lập nghe nàng nói, biết rõ nàng không nói quá, lông mày bắt đầu nhân lại. Ngoài ra, cho dù may mắn không bị hung thú tập kích, còn có rất nhiều ảo ảnh, huyễn tượng biển cát rình rập. Nếu lạc đường, vận khí tốt thì quanh quẩn trong đó vài trăm năm, biết đâu có cơ hội trở lại nguyên hoang thành. Vận khí kém thì, nữ tu nói đến đây, có chút muốn nói lại thôi, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng. Không biết thuyền lớn mà cô nương nhắc tới, là ở nơi nào? Sau khi Hàn Lập suy nghĩ một chút lại hỏi, bến đỗ thuyền nằm trên lỗ châu mai phóng hỏa ở cửa thành phía tây, nhưng hàng năm cũng chỉ có hai chuyến mà thôi, ngài xem như vừa khéo, cách lần chiếc thuyền xuất phát tiếp theo còn nửa tháng nữa cung trang nữ tu ngẫm nghĩ rồi đáp ta còn một chuyện chưa rõ tu sĩ tiến vào biển cát đã dễ bị công kích như vậy con thuyền chứa đầy tu sĩ qua sông chẳng phải càng dễ dụ hung thú tới sao hàn lập nghi hoặc hỏi đấy là khách quý không biết con thuyền này do phủ thành chủ chế tạo nghe đồn nó có một vài cơ quan đặc biệt người ngoài không thể biết được có thể che giấu khí tức cả thuyền khiến cho dị thú không tài nào phát hiện nữ tu đáp nói vậy dùng con thuyền này có thể không chút sơ hở sang tới bờ bên kia Hàn Lập khẽ nhớn mày nói, khách quý nói đùa, nào có chuyện dễ dàng đến thế. Trên thực tế 8 năm trước, con thuyền đã gặp sự cố một lần rồi, bị một chân linh phục kích, thuyền rơi xuống biển cát, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nữ tu cười khổ một tiếng, nói ra, nếu con thuyền có thể che giấu khí thức, sao còn bị hung thú phục kích? Hàn Lập nghe vậy, có chút giật mình hỏi, trong khi nói chuyện, hai người đã vượt qua bức tường phù điêu cửu long, đi tới hậu đình. Nghe nói trên thuyền có một vị chân tiên cảnh là liệp hoang tu sĩ, lúc trước trong một lần săn thú đã giết một ổ cửu nhãn sen còn nhỏ, chọc giận con cửu nhãn sen cấp chân tiên lúc ấy ra ngoài, lần theo vết máu trong ổ đánh hơi được khí tức tu sĩ, sau đấy mới có tai họa này. Cung trang nữ tu đẩy cành cây cổ thụ trước mặt ra, tiếp tục đi tới, nói. Liệp hoang tu sĩ sao, là tu sĩ tiến vào man hoang giới vực săn bắt dị thú hả? Hàn lập ồ một tiếng lại hỏi, không hẳn, Săn giết man hoang dị thú đích xác là một phần mục tiêu của Liệp Hoang tu sĩ, nhưng không phải toàn bộ. Thu thập kỳ hoa dị thảo sinh trưởng ở man hoang giới vực, đào bới linh khoáng bảo thạch cũng là mục đích của bọn họ. Cung trang nữ tu tiếp tục nói, nói như vậy, bao năm qua tu sĩ tiến vào man hoang giới vực có lẽ nhiều không đếm xuể, không biết có địa đồ man hoang giới vực lưu truyền ra không, không hoàn chỉnh cũng được. Hàn Lập ngừng chân hỏi, "Không có, mấy ngày này nếu khách quý đi vào cửa hàng, ngàn vạn lần phải cẩn thận." mấy tên ra hỏa trào bán địa đồ man hoang giới vực kia, 10 tên thì cả 10 đều là lừa đảo. Cung trang nữ tu cũng dừng bước, lắc đầu đáp, vì sao lại như vậy? Hàn lập nghi ngờ nói, những năm gần đây, tu sĩ tiến vào man hoang giới vực đích xác không đếm xuể, nhưng phạm vi hoạt động của bọn họ cũng rất có hạn, người thật sự có can đảm xâm nhập man hoang giới vực, lại còn sống trở về, hầu như tất cả đều là tiên nhân cao dai từ kim tiên cảnh trở lên. Mà trong truyền thuyết, có thể vượt qua man hoang giới vực, tới được Hắc Sơn tiên vực, chỉ có thể là bậc đại năng thái ất trở lên, người như vậy sao có thể nhiều, lại có mấy người vẽ địa đồ lưu truyền ra đây." Cung trang nữ tu cười cười đáp, "Cũng phải, nếu nói như thế, thật sự không có địa đồ lưu truyền." Hàn Lập tiếp tục cất bước đi về phía trước, gật đầu nhẹ nói ra, "Chắc hẳn khách quý cũng muốn đến man hoang giới vực nên mới tới nguyên hoang thành này. Đến lúc đó, tuy giới vực lớn, nhưng dò xét phạm vi hoạt động 1 2, có lẽ cũng sẽ có phúc duyên thu hoạch đấy." cung trang nữ tu cười yểu điệu bồi đáp vì mãi nói chuyện hai người cũng không cảm thấy đoạn đường dài rất nhanh đã đến trước một viện nhỏ của ất đảng viên hàn lập đưa mắt nhìn qua phát hiện viện này chia làm ba khu ngoài nhà chính ra hai bên đều có một gian xương phòng chính giữa có một vườn hoa nhỏ bên trong trồng một ít loại hoa tươi tắn chẳng bao lâu nữa sẽ thành tiên thảo cung trang nữ tu lấy ra một ngọc bài thanh sắc khác ba chữ thính vũ hiên vung lên một cái một tầng cấm chế pháp trận bao phủ ở ngoài viện lập tức mở ra một làn gió thơm từ trong nội viện phiêu tán ra ngoài, hai tỷ nữ vận y phục trang sức thước tha nhanh nhẹn đi ra, cúi mình thi lễ với hai người. Những tiểu tỷ này đều là nữ tu kết đan kỳ, thân thể trong sạch. Khách quý nếu để mắt, ban thuần một ít phúc duyên, tối nay cũng là vận may cho tiên lộ của các nàng, nếu không để vào mắt, bảo các nàng pha trà quét dọn, làm chút việc vặt vãnh cũng được. Cung trang nữ tu đưa ngọc bài xong liền mở miệng nói. Không cần, ta quen một mình rồi, không cần hầu hạ. Hàn lập tiếp nhận Ngọc Bài, nhàn nhạt, nhạt nói: Hai tỷ nữ có dung mạo tuyệt sắc không thua cung trang nữ tu nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia mất mát nhưng không dám nói gì thêm. Xem như hai nàng không có phúc phận rồi. Khách quý đi đường nghỉ ngơi một lát, tiệc rượu sẽ nhanh chóng được mang lên. Mặt cung trang nữ tu không đổi sắc, vừa cười vừa nói: Làm phiền rồi. Hàn lập xuất lời, đưa tay ném qua một túi gấm. Cung trang nữ tu thuận thế tiếp được, bàn tay đặt trong tay áo thẩm tra xét một chút lập tức thần sắc khẽ biến, ngoài kinh hỉ ra còn có chút sợ hãi nói, khách quý hậu đãi như thế, lại khiến thiếp thân có chút xấu hổ, không bằng khách quý đổi sang giáp đảng viện xem thế nào. Không cần, nơi này rất tốt, các ngươi lui xuống cả đi. Hàn lập tùy ý phất phất tay, quay người tiến vào cửa viện. Cung trang nữ tu sừng sốt, khóe miệng cong lên vui vẻ, lấy từ trong túi ra một viên linh thạch cực phẩm linh khí nồng đậm, cẩn thận đánh giá một chút, liếc qua hai tỷ nữ kia, thở dài các ngươi phúc duyên còn chưa đủ. Đáy lòng hai tỷ nữ tất nhiên tiếc nuối không thôi, thần sắc yêu tư. Ngày thứ hai, Hàn Lập đã sớm dậy, ra khỏi viện. Kim Đồng nghỉ ngơi một đêm, giờ phút này tinh thần sảng khoái, đi sau lưng Hàn Lập, chạy vài vòng trên đường liền cầm trong tay đủ các loại mỹ thực. Đại thúc, chúng ta rời khỏi đây luôn à? Kim Đồng vừa nhai bánh bao vừa không nỡ hỏi. Đừng vội, Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời một câu, đi tới cửa thành phía tây, rất nhanh đã tới bến thuyền. Đại thúc, chúng ta tới nơi này làm gì? Kim Đồng quay cổ hỏi, ngươi ở đây chờ ta một chút. Hàn lập giận Kim Đồng một câu, rồi đi về phía phụ cận một tòa nhà màu đen. Một chốc lại đi ra, trong tay có thêm một tờ linh phù màu đen, phía trên khắc hoa văn chiếc thuyền. Đây là cái gì? Kim Đồng cầm lấy linh phù, tò mò hỏi. Vé tàu. Hàn lập đáp, nói sơ qua về chuyện con thuyền cho Kim Đồng. Đại thúc, không phải chứ, lấy thực lực của chúng ta, còn phải ngồi con thuyền này à? Trực tiếp bay qua nhanh hơn bao nhiêu? Kim Đồng nhếch miệng không đồng ý chúng ta mới tới man hoang giới vực, cẩn thận một chút thì hơn, và lại ở đây đã có thuyền, có thể đi qua biển cắt này, ngu gì mà không ngồi. Hàn lập cười nhạt một tiếng đáp lại, kim đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nhanh chóng lắc đầu, không lo lắng những thứ này nữa, cúi đầu hưởng thụ mỹ thực trong tay. Hàn lập cất kỹ vé tàu, đi về phía quảng trường sầm uất trong thành. Tuy rằng trên người hắn có đủ các loại đan dược vật phẩm, nhưng đại đa số đều là pháp khí chữ vật đoạt từ trong tay công thâu cửu, chưa chắc đã có ích, lần này vượt biển man hoang giới vực nguy cơ trùng trùng, hắn phải chuẩn bị một chút. Và lại nơi đây gần man hoang giới vực, trong thành chắc chắn có không ít tài liệu man hoang giới vực đặc thù, đáng để đi một chuyến. Có điều diện tích nguyên hoang thành rất lớn, có nhiều chỗ bố trí cấm chế, thần thức không cách nào dò xét được, tùy tiện tản bộ dạo quanh nơi này mất rất nhiều thì giờ. Hàn Lập nghĩ vậy liền ghé vào một tiệm tạp hóa cạnh một tòa nhà quy mô lớn, mua một quyển thư tịch giới thiệu nguyên hoang thành, lật xem một lần liền am hiểu đại khái tình huống bên trong, hắn cất thưa tịch lại tiếp tục đi tiếp nhanh chóng đến một khu vực sầm uất khác nơi đây hoàn toàn khác với những chỗ còn lại là một quảng trường bạch ngọc cực lớn trên không lại có một tòa cung điện bạch sắc trôi lơ lửng phủ lớp bạch ngọc tinh khiết vô số phủ văn bạch sắc như cái đấu lớn bay lượn xung quanh tòa cung điện này tản ra tầng tầng lớp lớp bạch quang bao trùm lên quảng trường bạch ngọc cùng toàn bộ tuyến đường xung quanh nơi này tên là thông thiên phố là khu thương mại lớn nhất bên trong nguyên hoang thành ngựa xe như nước áo quần như nêm vô cùng náo nhiệt. chương 535, Mê Tung, Hàn Lập ngừng chân đầu đường thông thiên phố, nhìn về phía cung điện màu trắng trên không trung, ánh mắt lập lè vài cái. Căn cứ bản điển tịch kia ghi chép, tòa cung điện này là do Nguyên Hoang thành chủ thiết lập, coi đây là cơ chế giám sát nhất cử nhất động cả thông thiên phố này. Bởi vì chỗ biên cảnh này, địa vực rộng rãi, những địa phương khác của Nguyên Hoang thành có chút hỗn loạn, nhưng duy chỉ có thông thiên phố này là an ổn nhất. Bởi vì phố này nghiêm cấm bất luận người nào động thủ, người vi phạm sẽ bị nghiêm trị thậm chí trực tiếp giết chết dân ra chỗ cung điện trên không trung này cũng đã trở thành một biểu tượng quyền uy trong suy nghĩ của những tu sĩ tiến vào nguyên hoang thành rất có lực uy hiếp hàn lập rất nhanh thu hồi ánh mắt xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về đường đi chung quanh bắt đầu đánh giá số lượng con đường chung quanh quảng trường tuy rằng không ít nhưng lại không lộn xộn chút nào mơ hồ có một loại quy luật ám hợp nào đó hiển nhiên bố cục đường đi này là do cao nhân thiết kế xếp đặt mà mỗi con đường trong cửa hàng buôn bán vật phẩm đều thống nhất, hoặc là tài liệu, hoặc là linh bảo, hoặc là đan dược, đều ngay ngắn trật tự. Hàn Lập đang cân nhắc, dạo bước vào một con đường có chút trống trải. Các cửa hàng nơi này đều mua bán các loại linh thảo tài liệu, dòng người rất nhiều, có chút náo nhiệt. Hắn đứng ở đầu đường nhìn chung quanh, sau đó đi tới một cửa hàng buôn bán tài liệu có quy mô lớn, đang muốn cất bước tiến vào trong, chợt xoay người nhìn lại sau lưng, khẽ nhướng mày. Kim Đồng vốn một mực đi theo sau hắn giờ phút này lại không thấy bóng dáng thần niệm hàn lập khẽ động thông qua tâm thần cảm ứng vị trí kim đồng kết quả vừa cảm ứng được trong nội tâm hắn không biết nói gì không ngoài sở liệu giờ phút này kim đồng lại chạy tới phụ cận những nơi bán quả vặt kia hàn lập lắc đầu cũng không có triệu hoán kim đồng lại tuy rằng thực lực kim đồng tại bắc hàn tiên vực không phải là cao cấp nhất nhưng bên trong nguyên hoang thành này chỉ sợ còn không có gì có thể gây tổn thương nàng cũng không cần quá mức lo lắng hắn đi vào cửa hàng diện tích cửa hàng nơi này không nhỏ, chừng mấy trăm trượng, trưng bày không ít khai chứa đồ cùng quầy hàng. Trên quầy có đa dạng chủng loại tài liệu, khoáng thạch, linh thảo, yêu thú tài liệu. Cái gì cần có đều có, giờ phút này có không ít tu sĩ qua lại trong cửa hàng. Vị khách quan kia, không biết ngài cần tài liệu gì. Nơi chúng ta cái gì cần có đều có, giá cả tại nguyên hoang thành cũng rất tiện nghi đấy. Hàn lập vừa tiến vào cửa hàng, một nhân viên cửa hàng bận áo xanh lập tức tiến lên nginh đón, nhanh nhẹn giới thiệu để từ ta xem một chút là được rồi. Hàn Lập phất phất tay với nhân viên cửa hàng, tiếp tục xem. Nhân viên áo xanh của cửa hàng đáp ứng một tiếng, bất quá cũng không có tránh xa, yên lặng đi theo sau Hàn Lập, giữ vững một khoảng cách. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua một đám rực rỡ muôn màu bên trên quầy hàng, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Chỗ biên cảnh nguyên hoang thành này, tương đối cách ly với thế giới Bắc Hàn tiên vực, nhưng tài liệu nơi đây lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, đều là những đồ vật ít thấy ở địa phương khác, nhất là những tài liệu yêu thú kia, đại đa số hắn không nhận ra, chỉ sợ đều có nguồn gốc từ ngoài Bắc Hàn tiên vực. Cũng may cửa hàng này lại rất tinh tế, bên cạnh mỗi dạng tài liệu đều giải thích kỹ càng, ghi rõ công dụng tài liệu. Rất nhanh Hàn lập dạo qua một vòng trong tiệm, thần sắc có chút đáng tiếc. Những tài liệu trong tiệm này tuy rằng hiếm thấy, nhưng phẩm cấp lại không cao, đại đa số đều là tài liệu dành cho tu sĩ dưới chân tiên cảnh. Khách quan muốn xem tài liệu cao dai. Nơi này cũng chỉ là linh tài phổ thông, tài liệu cao gia chính thức chân quý đều ở tầng 2. Nhân viên áo xanh chú ý tới thần sắc Hàn Lập, tiến lên vài bước, chỉ chỉ một cái cầu thang bên trong cửa hàng, nói ra: "Cũng tốt, lên phía trên xem một chút." Hàn Lập gật đầu nhẹ, mời khách quan, nhân viên áo xanh đi trước dẫn đường, rất nhanh hai người đi tới lầu 2. Quầy hàng lầu 2 ít hơn rất nhiều so với lầu dưới, chỉ có 7-8 cái quầy hàng, nhưng những vật này rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều hàn lập nhìn tài liệu phía trên quầy hàng ánh mắt lộ vẻ vui mừng những tài liệu này có linh lực dồi dào hơn xa những vật phía dưới cơ bản đều là cấp bậc chân tiên thậm chí ngẫu nhiên có một hai tài liệu cấp độ kim tiên xuất hiện a à, hắn qua lại giữa một đám quầy hàng con mắt chật sáng ngời dừng lại trước một quầy hàng nhìn về phía một cây linh thảo đỏ thắm dạng dây leo trong quầy hàng cây này tên là thiên hồng đằng là tài liệu hiếm thấy trước đó vài ngày vừa mới thu được từ một liệp hoang tu sĩ Nhân viên áo xanh giải thích, lấy ta xem một chút. Hàn Lập nói ra, nhân viên áo xanh lấy ra một khối lệnh bài, mở ra cấm chế bên ngoài quầy hàng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra gốc linh thảo hình dáng dây leo này, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận linh thảo, cẩn thận quan sát vài lần, trong nội tâm vui vẻ. Thiên hồng đằng này là tài liệu chủ khan hiếm trong đan phương kim tiên thiên hoa đan trong cuốn hoa nam đan kinh, xem ra chính mình lại có vận khí không kém. Ta muốn vật này, giá cả như thế nào? hắn hỏi nhân viên áo xanh, trên người hắn tuy rằng đã tập hợp đủ tài liệu đan phương kim tiên thanh minh đan, nhưng có thể tập hợp đủ càng nhiều đan phương, đương nhiên càng tốt. Thiên hồng đằng là tài liệu tu sĩ chân tiên trở lên có thể sử dụng, hơn nữa niên đại cây này đã vượt qua 10 vạn năm, cần 350 khối tiên nguyên thạch. Nhân viên áo xanh trần trừ một chút, nói ra, 350 khối tiên nguyên thạch, đối với tu sĩ chân tiên, cho dù là đại tu sĩ hậu kỳ, cũng là một số lượng không nhỏ. Ta mua, Hàn Lập tùy ý nói ra, tiên nguyên thạch trên người hắn bây giờ có chừng hơn 200 vạn, chút tiên nguyên thạch ấy hắn không coi vào đâu. Vâng, trên mặt nhân viên áo xanh hiện sự vui vẻ. Hàn Lập tiếp tục tìm kiếm ở quầy hàng khác, đáng tiếc không phát hiện tài liệu nào khác dùng được. Sau một lát, hắn mang theo gốc thiên hồng đằng đi ra cửa hàng này. Hàn Lập không có ly khai con đường này, quay người đi vào một cửa hàng tài liệu bên cạnh. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, Hàn lập đều xem qua một lần mười mấy con đường buôn bán tài liệu trên Thông Thiên phố, tìm được không ít tài liệu dùng được. Nguyên Hoang Thành không hổ là thành chỉ gần Man Hoang giới vực, tuy rằng quy mô phồn hoa kém xa so với một ít đại thành ở Bắc Hàn Tiên vực, nhưng các loại tài liệu trân quý rất nhiều, khó trách Bắc Hàn Tiên cung cũng muốn chen chân vào nơi này. Đáng tiếc tài liệu Thiên Hoa Đan hắn đã tìm được vài loại, còn thiếu rất nhiều, xa xa không thể phối chế sở dĩ tài liệu thanh minh đan có thể nhanh chóng phối chế như vậy là do lúc trước tiêu tấn hàn cơ bản đã thu thập đủ toàn bộ tài liệu hàn lập cũng không ngờ bên trong man hoang giới vực lại có tài nguyên phong phú như vậy có chút vượt quá dữ liệu của hắn tài liệu thiên hoa đan đợi lúc tiến vào man hoang giới vực lại từ từ tìm kiếm cũng không muộn hàn lập quay người rời khỏi con đường bán tài liệu đi vào một con đường có các cửa hàng bán tạp hóa chọn một cửa hàng lớn nhất đi vào rất nhanh liền đi ra trong tay nhiều hơn một khối ngọc giản màu xám đây là ngọc giản bản đồ man hoang giới vực bất quá theo trưởng quầy cửa hàng nói bên trong có rất nhiều bản đồ là mua được tin tức các khu vực từ trong tay những liệt hoang tu sĩ chắp phá vẽ thành man hoang giới vực nguy cơ tứ phía hung cát khó dò tạp hóa này cũng không có năng lực đi nghiệm chứng những tin tức này là đúng hay sai cho nên phần bản đồ này là thật hay giả trưởng quý kia cũng không dám xác định nói cách khác bản đồ này cũng chỉ có giá trị tham khảo mà thôi lúc hàn lập nghe được tin tức này trong nội tâm thật sự là dở khóc dở cười. Những năm qua hắn đi qua vô số địa phương, mua vô số bản đồ, vẫn là lần đầu nghe được người bán không chịu trách nhiệm như vậy. Bất quá man hoang giới vực thực sự quá nguy hiểm, tình huống các tiệm tạp hóa buôn bán bản đồ man hoang giới vực bên trong thành đều là như vậy. Hàn Lập nhìn ngọc giản màu trắng, thần thức thăm dò vào trong đó. Bên trong ngọc giản bản đồ chia làm hai bộ phận, một chỗ dùng màu trắng thể hiện, chỉ có một vùng nhỏ, phần lớn khu vực còn lại đều là màu xám màu trắng chính là một mảnh phụ cận nguyên hoang thành tình huống địa hình các nơi này thậm chí chỗ đó có yêu thú gì sinh sống còn có loại tài liệu sản xuất nào đều được đánh dấu rõ ràng thế nhưng khu vực màu xám lại rất mơ hồ làm cho người ta cảm giác lộn xộn mông lung trường quầy tiệm tạp hóa kia đã giải thích với hàn lập những địa phương màu trắng kia là trước đó nguyên hoang thành chủ phái người xác minh có thể nói là bản đồ chính thức cơ bản đều là chân thật mà những khu vực màu xám kia lại là khu vực không rõ phía trên đánh dấu địa hình các nơi đều là do một ít liệp hoang tu sĩ đánh dấu, tự nhiên là thật giả khó phân. Hàn lập hơi trầm ngâm, trong tay lóe lên bạch quang, nhiều ra một khối ngọc bài màu trắng, là lộ tuyến bản đồ mà Giao Tam đưa hắn lúc trước. Lộ tuyến đồ trong ngọc bài, Hàn lập đã sớm xem qua, bắt đầu từ nguyên hoang thành, một đường thông suốt đến Hắc Sơn Tiên Vực. Chẳng qua trên bức bản đồ này, chỉ có giải thích đại khái tình huống khu vực lộ tuyến ven đường, các địa phương khác vẫn trống trơn hàn lập so sánh nội dung trên hai khối bản đồ chậm rãi gật đầu tình huống bản đồ của giao tam cùng bản đồ nguyên hoang thành chính thức tuyên bố cơ bản khớp với nhau bất quá ngoại trừ phạm vi bản đồ chính thức về sau những khu vực màu xám kia cùng bản đồ giao tam đánh dấu bắt đầu khác một trời một vực cũng không biết ai thật ai giả hàn lập lộ vẻ do dự quay người đi vào một tiệm tạp hóa khác trong thời gian tiếp theo hắn một hơi đi vào mấy chục tiệm tạp hóa mua mấy chục bộ bản đồ không rõ thật giả trong đống bản đồ này hẳn là có một ít tin tức chân thật, mua nhiều một chút, về sau tiến vào man hoang giới vực hẳn là có một ít tác dụng. Hàn lập đi ra từ một tiệm tạp hóa cuối cùng thì sắc trời đã tối xuống. Khắp nơi thông thiên phố khảm nạm một loại tinh thạch màu trắng, tản mát ra bạch quang nhu hòa, chiếu rọi các nơi thông thiên phố thành một mảnh tươi sáng, so với ban ngày cảm giác càng phồn hoa sán lạn hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhíu mày, hắn vừa mới thông qua tâm thần liên hệ cảm ứng vị trí kim đồng, phát hiện nàng vẫn còn bên trong nguyên hoang thành, nhưng chẳng biết tại sao lạc ấn thần hồn trong cơ thể giờ phút này đang nhẹ nhàng rung động lắc lư. Loại tình huống này chỉ xảy ra khi kim đồng chiến đấu kịch liệt, hoặc lúc tâm thần phấn khởi. Đang cân nhắc, thần hình hàn lập bắn ra, điện xả về hướng kim đồng, rất nhanh đã rơi xuống tại một tòa cung điện to lớn hình tròn. Cửa chính đại điện rộng hơn 10 trượng, dòng người đang chen lấn trước cửa. Hàn lập nao nao, nhận ra đại điện màu đen bên trong nguyên hoang thành này là một giác đấu tràng, phụ cận bố trí cấm chế, không cách nào cảm ứng được tình hình cụ thể bên trong. Trong nội tâm Hàn Lập nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước đi vào hướng trong tràng. chương 536, Nam Tử Yêu Tộc, bên ngoài cung điện màu đen nhìn không có gì nổi bật nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi, có chứa 7-8 cái lôi đài, mỗi cái lớn khoảng 5-600 trượng bị cấm chế trong suốt bao phủ, xung quanh người xem đứng đầy cổ vũ, âm thanh huyên náo rung cả góc trời. Hàn Lập đứng ở cửa ra vào, tùy ý liếc nhìn bốn phía liền thấy trên những lôi đài đều đang diễn ra những cuộc chiến đẫm máu đủ các thể loại. Nơi thì có hai đầu yêu thú giữ tận cắn xé nhau, chỗ thì một con đấu với nhiều con, thậm chí còn có cả tu sĩ chém giết với yêu thú, vô cùng hỗn tạp. Trận chiến ở khắp lôi đài đều vô cùng kịch liệt, mỗi khi một bên đối chiến bị thương, máu tươi chảy ra đều kích động đám người xung quanh gieo hò phấn khích. Ngoài ra ở giữa điện còn có một tấm bia đá cỡ lớn dựng thẳng đứng, trên đó tên các cặp đấu được sắp xếp theo thứ tự, bên cạnh còn có tỷ lệ cược thuận tiện cho mọi người theo dõi và cá cược các trận tiếp theo hàn lập nhìn thấy khung cảnh này lông mày hơi nhíu lại hắn không lạ gì mấy thể loại đấu trường này trước kia ở các nơi khác cũng đã gặp nhiều nhưng hắn không có thiện cảm cho lắm giờ phút này hắn cũng không quan tâm nhiều lập tức nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm chẳng mấy chốc đã tìm được bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang lẫn trong đám người bên cạnh một tòa lôi đài cũng giống như đám người say máu xung quanh kim đồng đang dán mắt vào lôi đài phía trước mặt mũi đỏ bừng khoa chân múa tay, miệng gào thét liên hồi. Hàn lập nhíu nhíu mày, thở dài một hơi rồi đi tới. Nhanh nhanh, nhấc chân lên, dùng cái đuôi quất nó. Ôi thật ngu ngốc, kim đồng dường như không cảm nhận được hàn lập đang đi tới, vừa nhảy vừa gào, xem ra chỉ hận không thể tự mình lao lên đánh đấm. Hàn lập nhìn theo ánh mắt của kim đồng hướng về phía lôi đài, trên đó có hai đầu dị thú đang điên cuồng chém giết. Một đầu có hình dáng giống thần lằn, dài hơn 10 trượng, toàn thân mọc ra lân phiến màu tím đen, phần chóp đuôi mọc ra mấy cây gai ngược sắc bén, miệng nhe ra hai hàng răng sắc như kiếm, nhìn rất dữ tợn. Một con khác cao chừng 7-8 trượng, nhìn như sư tử, trên trán mọc ra một cây sừng thô to, toàn thân hùng tráng không gì sánh được, lợi chảo như dao, chấp động từng trận hàn quang làm cho người khác nhìn vào không rét mà run. Hàn lập quan sát hai con dị thú này, trong mắt lóe lên một tia kỳ sắc. Theo như những gì hắn biết, dị thú ở trên lôi đài đều là man hoang dị thú được bắt về từ man hoang giới vực, bản chất hung tàn khát máu nhưng đã bị phong ấn yêu lực lại rồi cho đánh nhau sống chết nên cũng không sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Hai con dị thú giờ phút này đang cuốn lấy nhau, máu tươi tung tóe, lân phiến văng ra khắp nơi. Nhìn thần thái với cử chỉ của Kim Đồng thì đang cổ vũ con thần lần kia, nhưng đáng tiếc nó đang dần dần rơi vào thế hạ phong, bị đầu dị thú một sừng ép cho không thể thở nổi. Gầm, dị thú thần lần gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh như chấp lùi lại phía sau một bước, cái đuôi tráng kiện đầy gai đột nhiên quét ngang ra như một chiến đao màu đen chém thẳng về dị thú một sừng. Nhưng dị thú một sừng tuy to lớn lại nhanh nhẹn không ngờ, bốn chân trên không đạp nhẹ một cái, thân hình khổng lồ liền hóa thành một đạo tàn ảnh, dễ dàng tránh được hiểm chiêu của đối phương. Dị thú thần lằn một kích không chúng đang muốn thi triển thủ đoạn khác thì bất chợt bên cạnh hiện ra một thân ảnh, chính là dị thú một sừng. Nó há miệng lớn cắn lấy giữa đuôi thần lằn, mạnh mẽ hất lên. Ầm, um, thân hình to lớn của thần lằn bị quăng ra ngoài, đập ầm ầm lên cấm chế quanh lôi đài. Một tiếng như sấm chớp vang lên. Dị thú một sừng như tia chớp lao tới, cái sừng thô to trên đỉnh đầu hung hăng đâm mạnh vào bụng thần lần, đính nó dính chặt vào màn sáng cấm chế. Máu tươi chảy ra như nước. Dị thú thần lần kêu lên thảm thiết, liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát ra. Máu chảy ra càng nhiều, lực lượng trong cơ thể thần lần càng nhanh hao hụt. Bốn chân đạp đạp mấy cái, cuối cùng không còn cử động nữa. Dị thú một sừng lùi về phía sau một bước hất đầu ném xác dị thú thần lằn ra ngoài. Dầm một tiếng, thân thể khổng lồ của thần lằn đập xuống đất, bốn chân giật giật thêm mấy cái rồi triệt để bất động. Hay, đặc sắc, thật là đã mắt, sảng khoái, tiếng reo hò ầm vang khắp bốn phía lôi đài, dị thú một sừng đứng hiên ngang, lồng ngực nhô lên, chiếc sừng trên đầu còn nhuốm đầy máu dựng thẳng tắp, giống như đang hưởng thụ cảm giác vinh quang của kẻ chiến thắng. Đồ vô dụng, kim đồng thấy cảnh này, hung hăng dậm chân một cái. Ha ha, tiểu kim cô nương, lần này ta thắng. Giờ phút này bên cạnh Kim Đồng có một thanh niên mặc áo tím cười ha ha một tiếng nói. Chỉ là một trận thắng nhỏ, đắc ý cái gì? Kim Đồng chu miệng đáp, Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lâu nay Kim Đồng chỉ thân thiết với mỗi hắn, đối với tu sĩ khác vốn không có thiện cảm vậy mà hôm nay lại chơi đùa chung với gã này được, quả có chút kỳ lạ. Hắn âm thầm đánh giá gã thanh niên này, con người chợt co rụt lại thanh niên mặc áo tím chỉ tỏa ra khí tức cấp độ chân tiên nhưng thần thức của hàn lập cường đại cỡ nào liếc mắt liền biết gã cố tình hạ thấp cảnh giới tu vi thực sự của người này là kim tiên trung kỳ không kém hắn chút nào cả mà khí thức của gã có chút đặc thù không giống với các tu sĩ tầm thường khác dường như cũng là một tên yêu tộc kim đồng hàn lập gọi một tiếng a à, đại thúc thật là đúng lúc người cũng tới đây à kim đồng nhìn thấy hàn lập lon ton đi tới thanh niên mặc áo tím cũng quay người lại thuận theo hướng đi của Kim Đồng nhìn về phía Hàn Lập, Hàn Lập cũng không ngần ngại đánh giá đối phương một chút. Người này khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc xoăn màu trắng, dung mạo tuấn lãng, đặc biệt đôi mắt hiếu thần, còn người lại có màu tím nhạt, rất kỳ lạ. Gã cũng dò xét Hàn Lập, trong mắt ẩn ẩn có một đạo tử mang hiện lên. Trời cũng sắp tối mà người mải chơi mãi chưa về, ta còn không thể đến được hay sao? Hàn Lập bày ra vẻ mặt giận giữ trách mắng. Đã muộn vậy rồi á, nhưng mà ở đây chơi vui lắm, đại thúc người cũng chơi cùng đi. Kim đồng gãi gãi đầu, sau đó cười đùa tí từng nói. Kim đồng, vị đạo hữu này là ai? Hàn lập không để ý đến kim đồng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú thanh niên mặc áo tím, mở miệng hỏi. a à, người hỏi ra hỏa này à, là bằng hữu ta mới quen, tên là Thạch Xuyên không? Kim đồng quay đầu lướt nhìn, trả lời. Tại hạ Thạch Xuyên không, là liệp hoang tu sĩ, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Gã thanh niên lúc này cũng đi tới, mỉm cười chắp tay nói với Hàn Lập lúc hắn hành động ống tay áo bị kéo xuống lộ ra làn da trên cánh tay phía trên đầy những mảnh lân phiến màu tím tinh xảo tại hạ là lệ phi vũ hàn lập thấy cảnh này đuôi lông mày nhếch lên chắp tay đáp lễ thì ra là lệ đạo hiếu hạnh ngộ tại hạ và tiểu kim cô nương có chút hợp ý nãy giờ ở nơi này lấy cửa thú làm vui hy vọng không làm chậm trễ sự tình của đạo hiếu thạch xuyên không cười hào sảng một tiếng nói ra kim đồng cả ngày nghịch ngợm ngang bướng bình thường ta không quản nổi hôm nay may có thạch đạo hữu thay ta chiếu cố, tại hạ cảm kích còn không kịp. Hàn lập cũng cười cười trả lời, vậy thì tốt rồi, à, mới rồi ta nói chuyện phiếm với tiểu kim cô nương, dường như hai vị mới đến nguyên hoang thành, dự định tiến về man hoang giới vực, tại hạ cũng có ý định giống như vậy, nửa tháng sau sẽ lên thuyền đi tới khu vực đó, hay là chúng ta hợp chung lại thành một đội, có gì còn chiếu cố lẫn nhau, có được không? Thạch Xuyên không tỏ vẻ là người thẳng thắn nhiệt tình nói. Đa tạ hảo ý của Thạch Đạo Hiếu, nhưng chúng ta đã có sự sắp xếp khác. Hàn lập lắc đầu, từ chối thẳng, thật sao, vậy thì quả là đáng tiếc, Thạch Xuyên không nghe vậy, lộ ra vẻ tiếc nuối. Thạch Đạo Hiếu, chúng ta còn có chút sự tình, xin cáo từ trước. Hàn lập không muốn ở lại thêm, nói, lệ Đạo Hiếu đã tới đây rồi sao vội vàng vậy, hay là ở lại đánh cược cùng ta một vài hiệp đã. Thạch Xuyên không dạng dỡ nói. Lôi đài mà gã với kim đồng vừa mới đứng trước kia bây giờ lại bộc phát ra những âm thanh vang dội, trận đấu kế tiếp đã bắt đầu. Hai lỗ tai nhỏ của kim đồng dựng lên, vẻ mặt kích động sắc không kiềm chế được. Đa tả thạch đạo hiếu, nhưng tại hạ vốn không hứng thú với mấy trò cá cược này nên không quấy rầy nhã hứng của các hạ nữa. Hàn lập lắc đầu cười một tiếng, rồi kéo kim đồng đang lưu luyến không muốn rời đi, di chuyển về phía cửa điện. Thạch xuyên không nhìn hình bóng của hai người, lắc đầu tiếc nuối rồi nhanh chóng nhìn về hướng lôi đài. Kim đồng, tại sao ngươi lại ở cùng chỗ với người kia? sau khi đi khỏi cung điện màu đen hàn lập hỏi ai thôi đừng nói nữa tên kia tuy toàn đối nghịch với ta nhưng bản tiên nữ không nghĩ y là người xấu hai tay kim đồng chống nạnh đáp lời ngươi đối với gã có cảm giác như thế nào hàn lập hơi trầm ngâm hỏi tiếp khí thức của gia hỏa này có phần giống với người không như các tu sĩ khác làm ta chán ghét kim đồng không biết từ nơi nào lấy ra một xiên hồ lô bọc đường vừa gặm vừa nói quả là kỳ lạ hàn lập sờ sờ mũi tỏ vẻ suy nghĩ Đại thúc, người này có vấn đề à?" Kim Đồng nháy nháy mắt hỏi, "Người này không đơn giản, nếu sau gặp lại gã thì phải cẩn thận một chút." Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời, "Ừm, lần sau gặp lại gã ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không thua cược như hôm nay nữa." Kim Đồng gật nhẹ đầu, Hàn Lập không còn biết nói gì nữa, quay người liếc nhìn về hướng đấu trường rồi mang theo Kim Đồng nhanh chóng rời đi, quay về Yên Miểu Viên. Ngay tiếp theo hắn lại đi thông thiên nhai một chuyến. Mua sắm một loạt đan dược và những vật có khả năng cần dùng đến trong man hoang giới vực, sau đó yên lặng chờ đợi tại yên miểu viên. Lâu lâu mới ra ngoài nghe ngóng tin tức, để đảm bảo an toàn hắn không cho kim đồng tự do chạy loạn trong thành nữa. Thời gian này mặc dù không tìm hiểu thêm được gì nhiều về sự tình ở man hoang giới vực, nhưng hắn lại biết được một ít tin tức về khu vực biển cát ngoài thành. Chỗ biển cát kia cũng không hẳn chỉ là mảnh đất trống hoang vu, bên trong sản sinh ra một vài loại linh tài thổ thuộc tính, còn có một loại sa thú khá đặc thù bên trong cơ thể có chứa yêu hạch sa tinh khá chân quý. Ở Nguyên Hoang Thành có không ít tu sĩ tiến vào khu vực biên giới biển cát, bắt giết sa thú cỡ nhỏ, săn tìm sa tinh. Nhưng thời gian gần đây trong biển cát cũng không yên ổn, không ít tu sĩ tiến vào trong đó bị mất tích, khiến cho không ít người trong thành lo sợ. chương 537, lên đường, nửa tháng trôi qua nhanh như trước mắt, rất nhanh đã đến thời gian thuyền xuất phát. Hàn Lập đã rời khỏi hiên miểu viên từ sáng sớm, hắn để kim đồng biến thành một khỏa hoàng kim giới chỉ, đeo ở trên tay, đi thẳng đến cửa thành phía tây. Bên trong nguyên hoang thành, mỗi năm sẽ tổ chức lễ khai thuyền hai lần, đó là một ít việc trọng đại để thu hút sự chú ý của mọi người. Cho nên, ngoài những tu sĩ sẽ lên thuyền khởi hành, còn rất đông người thường tụ tập tại cửa thành xem náo nhiệt. Khi Hàn Lập tới, hắn phát hiện tại lối vào đại điện màu đen đã tập trung mấy trăm tu sĩ với trang phục và cách ăn mặc khác nhau, đang xếp thành từng hàng dài, trên tay cầm linh phù màu đen đại diện cho tư cách lên thuyền, đang chờ tới lượt kiểm tra hàn lập đứng xếp cuối hàng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh liền cảm nhận được chỉ có gần phân nửa những người ở đây là chân tiên còn lại đại đa số đều là tu sĩ đại thừa kỳ việc này hắn cũng không cảm thấy lạ trong quá khứ tu sĩ dưới cảnh giới đại thừa kỳ tiến vào man hoang giới vực gần như là đi chịu chết cho dù là ở những khu vực đã được khai phá hơn nữa có một số khu vực dù là tu sĩ đại thừa kỳ tiến vào cũng giữ nhiều lành ít khả năng bỏ mạng không nhỏ nhưng dù biết là vậy bọn họ vẫn nguyện ý tiến vào Nguyên nhân chính khiến cho họ liều mạng chính là để tìm kiếm cơ duyên, có thể độ kiếp phi thăng đột phá bình cảnh tu tiên. Tuy rằng hàng ngũ rất đông và dài, nhưng tuyệt nhiên rất ít âm thanh nói chuyện phát ra, dù là những tu sĩ đi cùng nhau cũng cố gắng hạ thấp âm thanh hoặc dứt khoát truyền âm trao đổi, làm cho bầu không khí trước cửa điện ngược lại có chút nghiêm túc. Nửa khắc sau tiếng chuông, ánh mặt trời buổi sớm bắt đầu le lói vượt qua đầu tường, khi ánh sáng đầu tiên chiếu lên phía chân tường thành thì ngay lập tức trong thành có một tiếng chuông trầm trọng vang lên. Bong. Theo tiếng chuông vang lên, nơi cửa đại điện màu đen xuất hiện một lão giả mặc hắc bào, sau khi lão khẽ quát một tiếng lên thuyền nhập điện, liền bắt đầu kiểm tra linh phù tư cách của mọi người, kiểm tra xong liền cho tiến vào đại điện. Từng tu sĩ nối nhau tiến tới, rất nhanh đã đến lượt Hàn Lập. Sau khi lấy ra linh phù màu đen đưa tới, hắc bào lão giả liền đảo tay một cái, một tấm bạch sắc ngọc bài hiện ra, đưa tới áp lên linh phù. Chỉ thấy một đạo ô quang lóe lên rồi bao trùm lên tấm bạch sắc ngọc bài ngay lập tức linh phù màu đen như bị thiêu đốt, hóa thành một đạo khói đen dung nhập vào tấm bạch sắc ngọc bài. Tiếp đến, trên tấm ngọc bài liền hiện lên dòng chữ khoang giáp đẳng, phòng số 13. Hàn lập tiếp nhận lệnh bài, sau đó bàn tay sờ lên liền phát hiện sau lưng ngọc bài còn có rất nhiều chữ viết to cỡ hạt gạo. Hắn vừa đi vào hướng trong điện, vừa lật lệnh bài lên xem xét. Chỉ thấy chỗ cao nhất phía sau lệnh bài khắc hai chữ cấm hạng, phía dưới ghi chép toàn bộ các hành vi bị cấm của tu sĩ khi lên thuyền. Trong đó hàng thứ nhất, chính là phía trên độ thuyền, bất luận tại sao, cấm tranh đấu, người vi phạm chết. Theo sát phía sau, hàng thứ hai là phía trên độ thuyền, bất luận tại sao, không được rời thân tàu, người vi phạm chết. Tổng cộng có 17 hành vi bị cấm, đại khái các điều khoản đều là không cho phép một mình ly khai độ thuyền, không cho phép phá hư thân thuyền. Hậu quả người vi phạm, đại đa số đều là một chữ, chết. Đi vào trong đại điện, Hàn Lập liền thấy sát tường thành có một thang đá đi thông lên tường thành phía trên đang có không ít người đi dọc theo thang đá hướng lên trên hắn cũng đi theo mọi người trên đường đi tới tòa tường thành nguy nga hùng tráng thoạt nhìn cả tòa tường thành so với dưới thành càng thêm dày rộng đường đi có thể đủ cho trăm người kề vai sát cánh cùng đi tất cả tường thành đều dùng loại đá to lớn màu đen phía trên hiện đầy dấu vết năm tháng cổ xưa hàn lập nhìn qua chỉ thấy ngay chỗ trên lỗ châu mai tường thành man hoang giới vực đang đậu đấy mấy chục chiếc thuyền cao hơn trăm trượng chính giữa phồng lên hai đầu co rút lại, toàn thân dạng hình thoi to lớn màu vàng. Phía bên ngoài thân nó không có bao nhiêu hoa văn trang trí, toàn thân được bao bọc bởi một chất liệu kim loại đặc thù, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn cổ quái, thoạt nhìn hơi có cảm giác thô kệch cổ sơ. Chính giữa những chiếc độ thuyền này, hầu như tất cả bên ngoài thân đều trải rộng đủ loại vết thương, có cái tương đối nông cạn, chẳng qua là diện tích lớn hơn vết rạch chút ít, lại có cái thập phần nghiêm trọng, Chẳng những xé nứt tầng kim loại bên ngoài, còn lộ ra vết rách bên trong dễ làm người khác chú ý vô cùng. Mà ở phía trên và bốn phía những thuyền này đang có nguyên một đám tu sĩ si áo đen tay cầm trận bàn hình tròn, thúc dục thuật pháp đặc thù, tu sửa độ thuyền. Hàn Lập xem qua, chỉ thấy những vết thương trên những độ thuyền này là những vết rách hẹp dài và những lỗ thủng to lớn hình mũi khoan, tựa hồ đều xuất phát từ một hoặc hai chủng loại hung thú man hoang nào đó. Hắn đang cân nhắc, bên cạnh liền có một thân ảnh màu tím đuổi theo đi kề vai sát cánh với hắn. Những vết thương này là kiệt tác của sa cước xà và nhân diện hạt, một con thì đuôi sắc bén như đao, một con thì song kìm như chùy, là hai loại yêu thú thường thấy nhất trong biển cát, lực công kích cũng bình thường, nhưng số lượng rất nhiều, dễ dàng chạm chán. Người tới chủ động nói ra, thạch đạo hiếu, người cũng đến rồi, lông mày hàn lập lơ đãng hơi nhân lại, mở miệng nói ra. Người tới không ai khác, chính là nam tử yêu tộc nhìn thấy trong giác đấu tràng, thạch xuyên không. Còn không phải sao, vì lần độ thuyền này, ta đã đợi ở nguyên hoang thành này hơn 3 tháng rồi, rảnh rỗi đến phát chán a. À. Thạch Xuyên không lại không thấy xa lạ chút nào, tùy tiện nói ra. Thạch Đạo hữu cá cược trong giác đấu chàng nhiều như vậy, cũng không giống như bộ dạng đang nói a. À. Hàn Lập cười nói, ha ha, chỉ cá cược nhỏ, chỉ cá cược nhỏ mà thôi. A, à, như thế nào không thấy vị tiểu cô nương áo đỏ kia? Thạch Xuyên không lộ ra một tia xấu hổ, cố ý nói tránh đi. Không đợi Hàn Lập trả lời, trên một tòa phong hỏa đài ở phía bắc tường thành có một đạo gió lốc màu đen gào thét tới, từ đó hiện ra một gã trung niên nam tử mặc áo đen kim văn, dưới cầm có hàm râu ngắn màu đen. Bên hông gã treo một lệnh bài bằng vàng, trên đó viết ba chữ Nguyên Hoang Thành, cho thấy thân phận gã là đến từ tòa phủ thành chủ kia. Đây là áp thuyền sứ mà phủ thành chủ phái tới, chịu trách nhiệm giữ trật tự trên thuyền cùng ứng đối chuyện xảy ra. Trước kia ngẫu nhiên do mấy tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ đảm nhiệm, từ lần xảy ra sự cố 8 năm trước, liền do tu sĩ Kim Tiên trở lên đảm nhiệm. Thạch Xuyên không nhìn nam tử trên phong hỏa đài kia, mở miệng nói ra. Hàn Lập biết rõ gã nói sự cố, hơn phân nửa chính là tai họa tử thương rất nặng mà cung trang nữ tu nói trước kia. Đi thôi, sắp lên thuyền rồi. Thạch Xuyên không trở lại, như vô tình liếc qua giới chỉ màu vàng trên tay Hàn Lập, cười nói. Gã vừa dứt lời, thân hình tên áp thuyền sứ tu vi Kim Tiên sơ kỳ cũng đã lóe lên, bay xuống một chiếc độ thuyền cách trước người y không xa, sau đó có một gã tu sĩ bộ dáng quản sự xuất hiện ở mũi thuyền mời mọi người nhanh lên thuyền dưới sự thúc giục của gã kia tất cả tu sĩ liền leo lên độ thuyền tất cả mọi người sau khi lên thuyền tên quản sự kia lại nhắc lại một lần quy củ trên độ thuyền không ngoài những ghi chép trên ngọc bài màu trắng không có cái gì mới đợi đến lúc quản sự nói xong tuyên bố một tiếng khai thuyền liền có hơn phân nửa tu sĩ lên thuyền tản ra mỗi người trở về khoang trọ trên thuyền của mình mỗi lần đều nói lời lẽ chán ngắt này không có chút ý tứ, nghe đến mọc mụn trên tai rồi. Lệ huynh hẳn là lần thứ nhất lên thuyền A, phong cảnh biển cát này không tệ, có thể thưởng thức một chút, ta thì nhìn quá nhiều lần, đã chán lắm rồi, không thể phụng bồi. Thạch Xuyên không chắp tay với Hàn Lập, nói ra, đạo hữu xin cứ tự nhiên, Hàn Lập hơi hoàn lễ, nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, ha ha, quen biết một hồi, hà tất xa lạ như vậy. Kêu một tiếng Thạch Huynh, như thế nào? Hàn Lập chỉ cười cười, không nói tiếng nào. Thạch Xuyên không lộ ra vẻ mặt không sao cả, khoát khoát tay, nghênh ngang quay về khoang thuyền. Ánh mắt Hàn Lập không dừng lại trên bóng lưng gã, liền chuyển hướng về phía khác, nhưng trong lòng lại suy nghĩ thoạt nhìn ra hỏa này đang cố ý lôi kéo làm quen mình. Dù sao quen biết quá ngắn, tạm thời cũng nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy nên tránh xa người này một chút thì tốt hơn. Đang cân nhắc, Hàn Lập chợt thấy dưới chân chớp lên một hồi, độ thuyền đang chậm rãi bay lên không, ly khai lỗ châu mai trên tường thành. Chỉ thấy thân thuyền lão đảo bay ra khỏi phạm vi tường thành, sau đó không có tiếp tục treo lơ lửng mà chậm rãi hạ xuống, bay thẳng đến phạm vi sườn đồi, rơi xuống biển cát vạn giảm phía dưới. Lúc thân thuyền sắp rơi vào trên cát vàng minh mông thì những phù văn khác trên bốn phía thân thuyền đều phát sáng lên. Ngay sau đó, một vầng sáng màu vàng nhạt đột nhiên từ vị trí nào đó chính giữa khoang thuyền đột nhiên phóng đại ra, hóa thành một màn sáng màu vàng to lớn, bao phủ toàn bộ chiếc độ thuyền. Cùng lúc đó, một loại khí tức man hoang kỳ dị từ trên thân thuyền tán phát ra. Trách không được có thể tránh được đại đa số man hoang dị thú, nguyên lai là dùng một loại thú hoạch dị thú cường đại man hoang làm đầu mối pháp trận, ngụy trang mình thành một sinh vật man hoang giới vực. Hàn lập cảm nhận được cỗ khí tức kia, giật mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, dưới đáy độ thuyền tựa hồ đã tiếp xúc với biển cát phía dưới, nhấp nhô chốc lát liền vững vàng lơ lửng phía trên biển cát. Hàn lập đi vào một bên mạn độ thuyền, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tầng kim loại bao bọc thân thuyền kia tựa hồ có một loại tư tính đặc thù, có thể bài xích với biển cát, khiến cho độ thuyền lơ lửng phía trên mà không bị nghiêng đổ. Không đợi hắn kinh ngạc xong, phía trên thân độ thuyền đột nhiên sáng lên hào quang, như là một chiếc thuyền theo gió vượt sóng, lướt nhanh trên biển cát. Hàn Lập chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại trông về phía xa bên ngoài thuyền, chỉ thấy vạn dặm cát vàng là một mảnh yên tĩnh, nhìn không thấy bất luận động tĩnh gì, cũng không nghe được bất luận dị thanh nào, như là không hề có sinh khí. Trên ngọc bài có lệnh cấm, không cho phép tu sĩ tự tiện phóng thích thần thức dò xét biển cát, để ngừa quấy nhiễu đến một vài man hoang dị thú có cảm giác lực cực kỳ mẫn cảm, vừa rồi quản sự cũng đã nhấn mạnh nhiều lần. Hàn Lập không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết, đương nhiên cũng không có làm như vậy. Đi đến giữa man hoang đại lục cần thời gian ít nhất nửa năm, nhìn đại mạc biển cát ước chừng một canh giờ, cảnh tượng đơn điệu im ắng làm cho người cảm thấy không thú vị, hắn liền quay người trở về khoang thuyền của mình. Chương 538: Khí tức lạ lẫm Phòng của Hàn Lập cũng khá rộng rãi, được chia làm hai gian lớn nhỏ khác nhau, một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ phía trong có giường để nghỉ ngơi, phòng khách thì có một bàn trà làm bằng gỗ màu đỏ và một chiếc bồ đoàn màu nâu xanh. Trên bàn trà bày một ít linh quả, tuy phẩm chất không quá cao nhưng lại có hương thơm ngọt ngào mê người. Vừa bước chân vào phòng, kim quang trên tay Hàn Lập lóe lên, giới chỉ trên tay liền hóa thành một con giáp trùng màu vàng bay xuống bồ đoàn rồi nhanh chóng biến thành hình dạng nữ hài mập mạp mặc áo ngắn màu đỏ ánh mắt kim đồng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào chuỗi linh quả để trên bàn trà tay nhanh như chớp ngắt lấy một quả có hình bầu dục bên ngoài lấm tấm vàng cho vào miệng nó mới cắn một miếng hương trái cây dịu nhẹ đã tỏa ra khắp phòng đại thúc mới rồi tại sao không cho ta hiện thân ta thích nói chuyện với gia hỏa họ thạch kia nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm hỏi trên thân người này có khí thức giống với yêu tộc nhưng lại có chút khác biệt ta không vận dụng chân thực chi nhãn thì cũng không tra xét được rõ ràng mà gã cũng đã biết người hóa thành giới chỉ trên tay ta mà vẫn cố tình hỏi, thật khó hiểu. Hàn Lập như có điều suy nghĩ trả lời, "Đại thúc, theo như ngươi nói thì ra hỏa này có ý đồ xấu." Kim Đồng ngừng ăn, có chút nghi ngờ hỏi tiếp, "Cũng chưa thể khẳng định như vậy, nhưng chuyến này đi xa thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện." Hàn Lập cười cười nói, "Nếu gã có ý đồ xấu cũng tốt, chúng ta liền có thể." Kim Đồng nghe xong bỗng nhiên cười hắc hắc, mặt mày lấm lét gian xảo nói, hàn lập thừa biết nó đang nghĩ điều gì cảm thấy đau đầu không biết làm sao hắn đang muốn mở miệng răn dạy kim đồng mấy câu để nó không gây ra phiền toái trợt động tác chậm lại thần sắc hơi đổi làm sao vậy đại thúc kim đồng đã quá hiểu hàn lập trong lòng đã biết vừa xảy ra chuyện vội hỏi vừa rồi có một cỗ khí thức vô cùng mạnh mẽ khóa chặt chiếc thuyền này nhưng trong chớp mắt liền biết mất ngươi có nhận ra không hàn lập nhíu mày mở miệng hỏi cái này kim đồng chưa kịp trả lời đã bị hàn lập chặn lại lại tới hàn lập giơ tay mở miệng nói ra kim đồng nghe vậy tập trung tinh thần nhưng chỉ nắm bắt được một tia khí thức như có như không tiểu bạch người có cảm nhận được không nàng nghi ngờ hỏi mặt dây truyền được hàn lập treo bên đai lưng bạch ngọc không nhúc nhích tí nào im lặng không trả lời ba ngày nay không giáo huấn ngươi liền muốn tạo phản hả bản tiên nữ hỏi cũng dám giả điếc không nghe thấy kim đồng liền chống nạnh hai tay tức giận nói lão đại ta không có ý đó chẳng qua ta sợ nói ra lại làm ngươi mất mặt mũi thôi. Thật ra ngay từ đầu ta đã nhận ra rồi, ánh sáng trên thân bạch ngọc tỳ hưu tỏa ra, rồi vội nói. Nếu vậy thì ngươi lợi hại hơn cả ta hả? Kim đồng khẽ nhếch mày. Không có, không có. Ta vốn sinh ra lại man hoang giới vực nên đối với khí thức của sinh vật man hoang mẫn cảm hơn mà thôi. Bạch Ngọc tỳ hưu toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Ngươi có biết cô khí thức này phát ra từ đâu không? Trong lòng Hàn Lập hơi động hỏi. Mặc dù ta xuất thân tại man hoang giới vực nhưng khi sinh ra chưa được bao lâu đã bị liệp hoang tu sĩ bắt đi, lưu lạc khắp các tiên vực cuối cùng rơi vào tay công thâu cửu. Ngay cả việc mình là man hoang chân linh cũng là do hắn nói cho ta biết, vì thế ta không biết rõ tình cảnh của man hoang giới vực, tuy cảm nhận thấy nhưng không thể phân biệt được cỗ khí tức này từ đâu mà có. Bạch Ngọc Tì Hưu tiếp tục giải thích, Hàn Lập đang muốn nói thêm trợt cỗ khí tức như có như không kia lại tiếp tục đến. Người ở lại đây, Hàn Lập dặn dò kim đồng một tiếng, thân hình lóe lên biến ra khỏi phòng đi về đầu thuyền. Sau khi lên mạn thuyền hắn phát hiện khách quan đang đứng giải rác khắp nơi, có tầm 20 người đang tụ tập thành các nhóm riêng biệt nói chuyện phiếm, thần sắc mỗi người không có gì lạ, tất cả đều không phát hiện được cỗ khí tức vừa rồi. Mà ngay đầu thuyền hắn lại thấy một thân ảnh mặc áo bào tím quen thuộc, không ai khác chính là Thạch Xuyên không. Giờ phút này thần sắc của gã có chút cổ quái, đang quan sát xung quanh. Khi gã nhìn thấy Hàn Lập, liền xứng người một chút rồi mỉm cười, tỏ thái độ ngầm hiểu ý nhau. Hàn Lập cũng giữ lễ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng quay về khoang thuyền. Lặp đi lặp lại thêm mấy lần, cuối cùng cỗ khí tức mạnh mẽ kia cũng biến mất không xuất hiện nữa. Nhưng điều này cũng khiến Hàn Lập khá lo lắng, trong lòng không dám buông lỏng chút nào, ngược lại ngày càng cảnh giác hơn. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua thời gian 5 tháng. Thuyền đi trong biển cát vô cùng thuận lợi, đã sắp tới man hoang đại lục. Một buổi sáng tinh mơ, Gió sớm lạnh lẽo từ Man Hoang Đại Lục không ngừng thổi tới, Hàn Lập chắp tay đứng đầu thuyền quan sát, lam quang trong mắt chớp động nhìn xuyên qua màn cấm chế bao phủ toàn thuyền, cuối tầm mắt hắn thấy một màu xanh mơ hồ, dường như là một ốc đảo. Trên thuyền đã có hơn trăm người tụ tập, tất cả đều nóng lòng bước chân xuống Man Hoang Đại Lục. Đại Thúc, còn lo lắng chuyện kia sao? Kim Đồng đứng bên cạnh Hàn Lập, cũng học hắn chắp tay sau lưng ra vẻ đạo mạo hỏi. "Không phải, ta đang nghĩ sau này tiến vào Man Hoang Đại Lục phải đi như thế nào đây?" địa đồ ta mua được lúc trước có không ít điểm khác với tuyến đường giao tam đưa cho. Ta nghĩ chắc do mình chưa đáp ứng chính thức gia nhập luân hồi điện nên nàng cũng không đưa ra lộ tuyến an toàn nhất, chỉ ít đây cũng không phải là bản đầy đủ. Hàn lập cười cười với Kim Đồng, khẽ lắc đầu nói. Đại thúc, người lúc nào cũng nghĩ ngợi chỉ tổ mệt mỏi thôi, cùng lắm thì chúng ta tự tìm ra một tuyến đường mới là được. Kim Đồng cười hì hì, không thèm để ý nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này trong đám người bỗng vang lên mấy tiếng kêu hoảng hốt. Mau nhìn bên kia, có thứ gì đó đang lao đến. Ngay sau đó tiếng kêu liên tiếp vang lên. Hàn lập quay người nhìn lại chỉ thấy xa xa phía đường chân trời có một đám đen như thủy triều nhanh chóng tràn ra lao về phía thuyền. Giữa thủy triều hắn có thể quan sát rõ những gương mặt người khổng lồ của quái màu trắng nhợt nhạt. Sau gương mặt kỳ dị kia là thân thể màu đen to lớn, xung quanh chân mọc ra tua tủa, sau cùng có còn một cái đuôi như bò cạp trắng kiện dương cao, cuối đuôi còn có móc câu cong cong kịch độc lóe ra từng đạo hàn quang lạnh người đó là nhân diện hạt cuối cùng cũng có người nhận ra lai lịch loài này kinh ngạc hô to nhân diện hạt là một trong những loại dị thú sinh sống trong biển cát thực lực không quá cao nhưng đáng sợ ở chỗ số lượng rất nhiều một khi hình thành thú triều phô thiên cái địa đánh tới thì chân tiên tu sĩ cũng khó mà toàn mạng sợ cái gì đúng lúc này một thanh âm hùng hồn hữu lực từ trên lầu thuyền cao nhất vang lên tên tu sĩ của phủ thành chủ phụ trách áp thuyền đang vịn lan can đứng đó, ánh mắt trầm tính, gặp nguy không loạn, khí thế ngời ngời, liền ổn định lại tình huống lộn xộn phía dưới. Chỉ là một đám nhân diện hạt mà thôi, số lượng này còn chưa đủ khả năng lật được thuyền, mỗi người tự chú ý bản thân, đừng để bị văng ra ngoài thì sẽ không ai cứu đâu. Áp thuyền sứ lạnh lùng nói ra. Đám người trên thuyền nghe vậy tự biết bản thân tu vi nông cạn vội vàng tránh xa lan can hai bên mạn thuyền, sợ bị cuốn ra ngoài thì không còn mạng, có một số người còn quay hẳn về khoang thuyền cho yên tâm. Hàn Lập không để ý mấy lời vừa rồi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảng thú chiều dày dặc phía trước. Ngoài trừ nhân diện hạt, bên trong còn có những thứ khác. Hàn Lập cau mày, mở miệng nói, Kim Đồng cũng trèo lên lan can thuyền. Đứng yên ngang nheo mắt nhìn về phía xa xa Chỉ thấy dưới những bóng đen dày đặc Mặt cát rung động nhấp nhô Chắc chắn phía dưới có thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển Tới rồi Hàn lập kéo kim đồng từ trên lan can xuống Thấp giọng nói nhân diên hạt như cơn lũ phô thiên cái địa mãnh liệt lao tới, rất nhanh ngăn cản con thuyền lại. Những con nhân diện hạt to như châu đất xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp nhanh chóng tạo thành một ngọn núi nhỏ màu đen chắn phía trước thuyền. Ai, không đúng, áp thuyền xứ thấy thế, thân sắc do dự, than nhẹ một câu. Số lượng nhân diên hạt quy mô cỡ này tuy ít gặp nhưng xưa nay không phải chưa từng có. Điều lạ ở đây là từ bao giờ lũ nhân diên hạt này lại có thể sắp xếp chỉnh tề, công kích có trật tự và ý đồ như vậy. Y chưa tìm ra được đáp án rõ ràng, con thuyền đã nặng nề đâm vào tòa núi nhỏ màu đen phía trước. Ầm một tiếng một ngạt vang lên, thuyền bị chấn động mạnh mẽ, vốn đang lao nhanh tới trước giờ bị chặn lại chậm hẳn đi, màn sáng màu vàng bao phủ thân thuyền quang mang đại phóng. Ngay sau đó những phù văn được khắc sâu trên thân thuyền cũng sáng theo, thuyền đang tiến chậm bỗng nhiên như có cự lực đẩy mạnh lao nhanh xuyên qua ngọn núi. Trong hư không tiếng xương nhân diện hạt gãy răng rắc vang lên không ngừng đám người trên thuyền sau khi cố gắng giữ được thăng băng cũng nhao lên hưởng ứng. Hàn lập một tay giữ kim đồng, còn nửa người nhoài ra bên ngoài thuyền, nhìn xuống dưới biển cát. Biển cát mênh mông cuộn lên như sóng, bên trong có một loài dị thú cổ quái giống như giỏi bọ, lớn bằng con chó nhà, xung quanh thân có quang mang màu vàng đất, da thịt màu hồng đang điên cuồng dẫy ruộ. Không tốt, phía dưới có sa thú đang gặm ăn thân tàu. Hàn lập liếc mắt đã nhận ra loài dị thú này, lập tức hô lớn. Đám người nghe thấy đều giật mình kinh sợ nhao nhao cúi xuống mạn thuyền nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ngoài tầng kim loại bọc thân thuyền có đầy sa thú bám chặt, mặt ngoài đã thủng trăm ngàn lỗ, mà đáng sợ hơn có vài đầu sa thú hình thể to lớn hơn bình thường gấp hai 3 lần đang gặm lên xương sống thuyền. Loài sa thú này không có ngũ quan, nếu không có cái miệng lớn hình tròn mọc đầy răng nhọn lởm chởm thì không thể phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi. Chương 539, dị thú biển cát. Áp thuyền sứ thấy cảnh này, thần sắc không khỏi biến đổi nếu chiếc thuyền bị những sa thú này cắn đứt, cả con thuyền sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, căn bản không chống đỡ nổi tới lúc đến man hoang đại lục, sẽ triệt để đứt gãy ra. Sắc mặt gã nghiêm trọng, thân hình lướt ra, trực tiếp bay ra thẳng xuống phía dưới thân thuyền, tốc độ nhanh như xét đánh. Những sa thú cùng nhân diện hạt này cảm ứng có chút linh mẫn với tu sĩ, vừa phát hiện khí tức áp thuyền sứ lập tức vọt mạnh qua bên hướng gã như hồng thủy. Chỉ thấy quanh thân áp thuyền sứ sáng lên hắc quang, từng vòng gợn sóng màu đen mắt thường có thể thấy được lập tức phóng mở ra, bao cả thân gã và cả con thuyền vào trong, nghiễm nhiên là gã đã thi triển linh vực, nhưng cũng không muốn gây ra động tính quá lớn, cho nên linh vực chỉ hạn chế phạm vi 10 trượng quanh thân thuyền. Những dị thú biển cát kia vừa xông vào bên trong linh vực lập tức bị từng sợi xương mù màu đen nhẹ nhẹ quấn quanh, thân thể từng con toát ra bọt biển màu trắng, trực tiếp bị ăn mòn tan chảy ra. Trong đó có ba đầu sa trùng hình thể lớn hơn những con khác một chút, thực lực cũng hơi mạnh mẽ một tí, nhưng vẫn không thể tới gần gã được, mới tới trước người gã được ba trượng thì toàn bộ cơ thể bị hóa huyết nhục, biến thành một bãi bọt biển màu hồng phấn. Tu sĩ Kim Tiên, quả nhiên cường hãn, cái này là linh vực sao, thật là lợi hại, không hổ là áp thuyền sứ đại nhân, mọi người trên thuyền thấy thế, lập tức nhao nhao tán thưởng không thôi. Lúc này thần sắc Hàn Lập đột nhiên biến đổi, kéo kim đồng, thân hình lóe lên, vội vã vọt về hướng đuôi thuyền. Ngay sau đó, biển cát phía trước thuyền đột nhiên bộc phát như núi lửa, làm cát vàng tung bay đầy trời, trực tiếp làm vô số nhân diện hạt cùng sa thú tung bay lên. Sau một khắc, một đầu sa thú khổng lồ to chừng gấp hai chiếc thuyền từ trong biển cát bỗng nhiên vọt ra, thân thể ở giữa không trung vặn vẹo, dương cái miệng khổng lồ như bồn máu dường như có thể thôn vệ thiên địa, trực tiếp cắn xuống chiếc thuyền. Áp thuyền sứ ngăn ở trước thuyền đứng mũi chịu sao, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên thân lóe lên độn quang định phóng ra tránh. Kết quả, trong miệng lớn sa thú có một vòng xoáy đỏ sậm xoay tròn bất định, từ trong truyền ra trận trận lực lượng xé rách mãnh liệt, không bị linh vực của áp thuyền sứ ảnh hưởng chút nào, hút thân hình gã đứng ngay tại chỗ. Kết một tiếng vang thật lớn, miệng sa thú khổng lồ cắn xuống phủ đầu, trực tiếp nuốt nửa chiếc thuyền bao gồm cả áp thuyền sứ ở bên trong vào. Nửa thân thuyền đứt gãy không còn chống đỡ, ngã xuống phía biển cát, tu sĩ bên trong còn chưa kịp trốn liền bị rậm rạp chằng chịt nhân diện hạt cùng sa thú xông đến che mất. Trong lúc nhất thời, phía trên biển cát phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, mùi máu tanh đại thịnh. Ngoại trừ hơn trăm tên tu sĩ chân tiên phản ứng tương đối nhanh may mắn đào thoát ra ngoài, hành khách còn lại trên thuyền trong khoảnh khắc đều biến thành vong hồn biển cát. Cũng không biết là ai hô to một tiếng chạy mau, hơn trăm tên tu sĩ chân tiên còn lại căn bản không phân biệt phương hướng, nhao nhao sáng lên độn quang, chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng. Trong hỗn loạn, nhưng trong lòng hàn lập toát ra một ý niệm kỳ quái, thạch xuyên không ở nơi nào. Từ lúc biến cố phát sinh đến giờ, không thấy mặt của gã, Hàn Lập cũng cảm thấy người này không dễ dàng táng thân trong miệng sa thú như thế. Đang cân nhắc, hắn dắt kim đồng tìm phương hướng man hoang đại lục, đang muốn phi độn đi liền phát hiện đầu sa thú khổng lồ kia đang lao thẳng đến bọn hắn. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Đầu sa thú này tuy rằng lợi hại, bất quá cũng chỉ có thực lực kim tiên trung kỳ, hắn tự nhiên không e ngại. Kết quả hắn đang định ra tay thì bên tai lại truyền đến thanh âm kim đồng. Đại thúc, người không cần ra tay để ta đối phó hắn trong mắt kim đồng tràn đầy vẻ hưng phấn không chờ hàn lập đáp ứng thân hình đã bắn ra biến thành hình dáng kim sắc bỏ cánh cứng hai cánh vỗ mạnh nhào tới xa thú khổng lồ hàn lập thấy vậy trần chờ một chút cũng không có ra tay ngăn cản chỉ chắp tay đứng giữa không trung ánh mắt nhìn theo thân ảnh kim đồng phóng tới xa thú khổng lồ thân hình chưa đến hai chân trước của kim đồng đã vung lên tiếng xé gió mãnh liệt hàng trăm tinh quang màu vàng lành lạnh từ giữa hai móng nó bay ra cuồn cuộn sau đó một phân thành hai, một trái một phải chém về phía sa thú. Sa thú khổng lồ tựa hồ đã nhận ra kim đồng lợi hại, thân hình ngừng lại, cũng không thấy làm động tác nào khác, biển cắt phụ cận bóng dâng lên hai cột cát vừa thô vừa to, xoay tròn gào thét, quét tới nghênh đón tinh quang màu vàng hai bên. Mặt ngoài hai cột cát hiện ra một tầng tia sáng màu vàng, mơ hồ tản mát ra một cỗ chấn động lực lượng pháp tắc, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Hai mắt kim đồng lóe lên kim quang, hai sóng tinh quang màu vàng trái phải đại thịnh hào quang, Từng đạo tinh quang va chạm lẫn nhau, hòa thành một thể, biến thành hai cầu vồng trói mắt dài mấy trăm trượng, chạm lên hai cột cát. Cả hai vừa mới va chạm, chỉ thấy kim quang hoàng mang đồng thời lóe lên, sau đó phốc một âm thanh giòn vang. Trong nháy mắt hai cột cát màu vàng bị chạm làm hai đoạn, tán loạn ra. Hai cầu vồng màu vàng không ngừng chút nào, tiếp tục chém về phía sa thú cực lớn, chớp một cái đã đến trước người nó. Xa thú không có trốn tránh, trong miệng lớn hiện ra một đạo hào quang đỏ sập. Lần nữa hình thành một vòng xoáy đỏ sập, so với lúc đánh chết tên kia kim tiên kia sáng hơn gấp bội. Một cỗ lực cắn nuốt cực lớn từ trong miệng sa thú tuôn ra, trong khoảnh khắc bao phủ hai đạo cầu vồng màu vàng lại. Hai đạo cầu vồng màu vàng bay nhanh hơi ngừng một lát, tiếp đó chuyển động quay tròn lệch đi một chút, bay vào trong vòng xoáy trong miệng sa thú, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn như trước không có ý định ra tay. Chỉ thấy quanh thân kim đồng đại phóng kim quang biến thành một quang đoàn màu vàng to lớn, bay nhào đến phía sa thú. Miệng lớn dính máu của sa thú mở ra lần nữa, vòng xoáy đỏ sậm trong miệng sáng ngời mãnh liệt. Một cỗ lực cắn nuốt cường đại gấp mấy lần lúc trước bao phủ quang đoàn màu vàng lại, hư không phụ cận cũng hiện ra từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, sụp đổ xuống. Quang đoàn màu vàng xoay tròn, lóe lên chui vào trong miệng sa thú, bị nó nuốt xuống. Sợi dây truyền bạch ngọc nơi eo hàn lập lóe lên hào quang, thân hình tỳ hưu hiển hiện ra. Chủ nhân, lão đại bị nuốt mất, có muốn ta cứu nàng không? Tì hưu phun tiếng người nói, không cần, hàn lập cười khẽ lắc đầu, thế nhưng, tì hưu khẽ giật mình, đang định nói thêm gì nữa. Kết quả vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đã cắt đứt lời nói tiếp theo của nó. Chỉ nghe trong miệng sa thú khổng lồ chợt phát ra một âm thanh thống khổ hí y y, thân hình khổng lồ ngã lên biển cát, kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Chỉ nghe phốc một âm thanh trầm đục, kim quang trói mắt từ trong cơ thể sa thú xuyên suốt ra, xuyên thủng thân thể thành một cái động lớn, màu tương vàng nhạt cùng màu trắng đậm đặc từ trong vết thương chảy ra, không biết là huyết dịch hay là cái gì khác. Tiếng trầm đục vang lên liên tiếp, từng đạo kim quang từ trong cơ thể sa thú xuyên suốt ra, càng ngày càng nhiều, đâm thân thể sa thú thành tổ ong. Thân thể sa thú cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết động trời. Hại tiểu gia ta lo lắng một trận, tì hưu thấy tình hình này, trên thân lóe lên bạch quang, một lần nữa bay trở về bên hông Hàn Lập. Giống, sa thú cực lớn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to thê lương, tiếp đó thân thể phanh một tiếng, trực tiếp nổ bể ra, biến thành thịt nát đầy trời. Một kim sắc bỏ cánh cứng bắn ra, đúng là kim đồng. Lúc này thoạt nhìn nó cũng hơi chật vật, có vài chỗ trên giáp sắc màu vàng hào quang hơi tối, tựa hồ bị ăn mòn, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại. Giữa mấy cái móng vuốt của kim đồng ôm một tinh thể màu vàng to cỡ đầu người lớn, trong đó chấp động hào quang đỏ sậm mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy tán phát ra trận trận chấn động pháp tác mãnh liệt hàn lập thấy tình hình này lông mày khẽ nhướng lên xa thú này trước khi chết phát ra tiếng hi y y y khiến hắn cảm thấy có chút không tầm thường đang suy nghĩ kim đồng đã biến thành kim sắc bỏ cánh cứng bay đến bên cạnh hàn lập dạo một vòng quanh người hắn trong miệng nói ông ông đại thúc đã làm xong có ban thưởng gì không trở về sẽ cho ngươi ăn đủ đúng rồi trước để ta xem một chút khối sa tinh này. Hàn lập khẽ cười một tiếng, thò tay muốn lấy khối tinh thể trong tay kim đồng. Đây là của ta, thân hình kim đồng linh hoạt co rụt lại phía sau, lập tức biến thành hình người, đồng thời trong tay lóe lên kim quang, khối tinh thể màu vàng kia biến mất không thấy gì nữa, không biết bị nó thu lúc nào. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Hàn lập lắc đầu, đang muốn phất tay tế ra phi xa phỉ thúy kia. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh toàn bộ biển cát không hề có dấu hiệu đột nhiên đung đưa ù ù hạt cát giống như nước chảy cuồn cuộn lên từng hạt bụi cực lớn bay lên trời cùng lúc đó một cỗ khí thức to lớn vô cùng xuất hiện dưới mặt biển cát nhanh chóng tiến đến gần hàn lập thấy cảnh này biến sắc vội vàng kéo kim đồng lại đồng thời sau lưng lóe lên lôi quang một đôi cánh màu vàng hiện ra đúng là phong lôi xí lôi quang lóe lên chói mắt thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ không thấy gì nữa ngay lúc thân ảnh hàn lập biến mất phía dưới biển cát đột nhiên nổ bể ra, một cái đầu lâu cực lớn chui ra nhanh như chớp, miệng khổng lồ mãnh liệt cắn lại. Nhưng Hàn Lập đã thi triển lôi độn ly khai nên miệng khổng lồ cắn vào hư không. Hư không cách đó chăm dặm lóe lên lôi quang, thân ảnh Hàn Lập hiển hiện ra. Đầu lâu cực lớn lắc lư một hồi, một sa thú cực lớn vô cùng chậm rãi từ dưới đất chui ra, so với sa thú mới bị kim đồng giết chết vừa rồi lớn hơn gấp 10 lần. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng dùng mình khí tức sa thú vô cùng khổng lồ này lại cho hắn cảm giác tiếp cận tu sĩ thái ất thành Sắc mặt Hàn Lập có chút ngưng trọng, nhưng không có lập tức chạy trốn, tại biển cát này vốn lạ lắm, nếu mù quáng chạy loạn, bảo vệ bản thân không được mà còn có thể trêu chọc đến phiền toái khác. Mặc dù đầu xa thú giống như sơn phong không có ánh mắt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng nó, miệng khổng lồ của nó đột nhiên trương lên, một tiếng giống như sấm truyền ra, hư không phụ cận bị chấn động rung động lắc lư ông ông một hồi không chờ Hàn lập kịp phản ứng, đầu sa thú cực lớn đột nhiên từ trong biển cát bay vụt lên, phóng về hướng hai người Hàn lập. Hình thể con thú này khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, hầu như trong chớp mắt đã cách hai người Hàn lập chưa đầy 10 trường. Toàn thân Hàn lập đại phóng kim quang, bắn ngược ra phía sau. Sa thú khổng lồ há lớn miệng, từng đạo hào quang đỏ sậm chói mắt trong miệng hiện ra, ngưng tụ thành một vòng xoáy đỏ sậm lớn vô cùng. Oanh! Một cỗ lực hút tựa hồ có thể cắn nuốt thiên địa trong khoảnh khắc bao phủ 10 dặm quanh hai người Hàn Lập chưa kịp chạy ra. Chương 540: Tiến vào man hoang. Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên siết chặt, thân hình không cưỡng nổi lực lượng thôn phệ, vốn đang bắn nhanh ra sau bị kéo ngược trở lại về phía miệng sa thú. Kim Đồng trong nháy mắt hung quang đại phóng, không nhịn được muốn lao ra nhưng bị Hàn Lập giữ chặt, hắn không nói thêm gì mà kiên quyết đánh ra một đạo pháp quyết biến nó thành giới chỉ về lại trên ngón tay. Từ ban đầu sa thú đã ở rất gần Hàn Lập, giờ phút này hắn còn bị kéo tới nữa nên đã ở gần sát với miệng sa thú, chỉ trong khoảnh khắc là có thể bị nuốt vào. Hàn Lập Lâm Nguy không hoảng, một tay bấm niệm pháp quyết. Kim quang bên ngoài thân hắn lóe lên hiện ra một vòng gợn sóng màu vàng nhanh chóng lan ra không gian xung quanh, trong nháy mắt tạo nên một vùng linh vực rộng khoảng 3, 40 dặm, bao phủ gần nửa thân hình sa thú. Bị linh vực màu vàng tác động, thời gian xung quanh trở nên chậm lại cái miệng lớn của sa thú đang hút hắn vào đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Thân thể hàn lập bỗng trở nên nhẹ nhàng, sau khi nhanh chóng ổn định lại thân hình hắn lập tức thúc giục phong lôi xí. Tiếng xét ầm ầm vang lên, hắn đột nhiên biết mất vô tung, chớp mắt đã xuất hiện phía sau đầu sa thú khổng lồ. Hàn lập quát khẽ một tiếng, bên ngoài mọc ra một lớp lông dài, thân thể nhanh chóng cuồng trước biến thành một đầu cự viên màu vàng lớn mấy trăm trượng. Gần như cùng một lúc, Quang mang màu xanh sẫm lóe lên trong tay cự viên biến thành một thanh cự kiếm to lớn, chém thẳng về phía sa thú. Một đạo kiếm khí hình trang lưỡi liềm thô to dọa người bắn ra, trong kiếm quang vô số phù văn màu xanh sẫm nổi lên, tản mát ra lực lượng pháp tác chấn động. Sa thú khổng lồ cảm ứng được tình huống phía sau lưng, cái miệng đang há lớn vội vàng dừng lại, toàn thân quang mang màu vàng đại phóng hình thành nên bên ngoài thân thể một lớp giáp da màu vàng dày đặc, đồng thời thân hình khổng lồ uốn éo tránh sang một bên. Nhưng bây giờ nó đang bị bao phủ bởi thời gian linh vực nên tốc độ giảm nhiều, thân thể lại quá to lớn nên không trốn đâu cho thoát, bị kiếm quang như trăng khuyết chém thẳng vào phần gáy. Lớp giáp da màu vàng kịch liệt chấp động, duy trì được hai hơi thở cuối cùng cũng bị kiếm mang chảm phá. Phập, phập, kiếm mang chém lên phần gáy sa thú tạo thành một vết thương khổng lồ dài hơn trăm trượng, huyết dịch màu vàng phun ra như vòi rồng. Hàn lập thấy cảnh này, nhíu mày vết thương mặc dù không nhỏ nhưng so với thân thể khổng lồ của sa thú thì chưa thể tạo thành tổn thương chí mạng. Giờ phút này sa thú gầm lên mấy tiếng giận dữ, dường như bị thương càng trở nên điên cuồng. Toàn thân nó quang mang đại phóng, vô số phù văn màu vàng đất quay cuồng trong đó rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một vòng linh vực màu vàng đất rộng hơn trăm dặm. Hàn lập bị linh vực bao phủ, thân thể liền trầm xuống, trọng lực xung quanh đột một tăng lên cả trăm lần. Hắn nhíu mày, đang muốn làm gì đó, nhưng cùng lúc này một tiếng gầm đinh tai vang lên, trên đỉnh đầu hắn tối sầm, cái đuôi khổng lồ của sa thú vốn không bị thời gian linh vực bao phủ điên cuồng quét tới. Sau khi tiến vào phạm vi của thời gian linh vực, tốc độ của cái đuôi giảm mạnh nhưng vẫn nhanh kinh hồn, lóe lên một cái đã xuất hiện trước người Hàn Lập, mang theo cố cự lực như núi cao sóng cả. Hàn Lập đang bị ảnh hưởng bởi trọng lực không thể tránh né được, liền hét lên một tiếng lớn, cự kiếm trong tay tỏa sáng hào quang, chém mạnh ra phía trước. ầm một tiếng vang lên, hư không gần đó cũng bị chấn động lắc lư. hàn lập trong hình dáng cử viên vậy mà như cọng rơm lá cỏ, bị cái đuôi của sa thú đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm xuống biển cát. thân hình hắn bị đánh ngập vào biển cát đến tận lưng, khóe miệng dỉ máu màu vàng, hổ khẩu ở tay cũng vỡ ra nhưng chưa đến nỗi trọng thương. lúc này mặt cát lại như xoáy nước khổng lồ, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra muốn kéo cử viên xuống dưới, mà gần đó quang mang màu vàng đất lóe lên, đột nhiên có mấy con sa thú lao ra đánh về phía hàn lập. Mấy con sa thú này to lớn tương đương với con vừa bị kim đồng chém giết, toàn thân lại được đúc thành từ đất cát, tản mát ra khí tức cấp bậc kim tiên. Sa thú khổng lồ cũng quay người lại, há miệng lớn cắn xuống người hàn lập. Vết thương ở phần gáy của nó có vô số tơ máu phun ra đan sen vào nhau, chẳng mấy chốc đã liền lại như thường. Hàn lập nhíu mày, trọng kiếm màu xanh sẫm trong tay quét ngang một vòng. Đồng thời thanh quang lóe lên quanh người hắn, ba thanh cự kiếm màu xanh hiện ra, chính là ba thanh thanh trúc phong vân kiếm cũng chém loạn xung quanh. Từng đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được tuôn ra, chém rách biển cát thành mảnh nhỏ. Hàn lập không còn bị biển cát trói buộc nữa liền nhảy ra phía sau, phong lôi xí quang mang đại phóng. Nhưng luồng lôi điện chi lực trên phong lôi xí bị linh vực của sa thú áp chế, chỉ thể hiện được 3 phần 10 uy lực. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân hình hàn lập biến mất vô tung, một khắc sau xuất hiện ở hư không cách đó 10 dặm, tuy di chuyển được quãng đường rất ngắn nhưng cũng vừa đủ để thoát khỏi miệng sa thú lôi quang trên phong lôi xí lại sáng lên lần nữa, cả người hắn hóa thành một đạo lôi điện màu vàng vội vàng bỏ chạy. Sa thú khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể như quả núi điên cuồng lao theo hàn lập, nhưng tốc độ vẫn kém hơn một chút. Mấy lần sử dụng lôi độn cuối cùng hàn lập cũng thoát khỏi phạm vi linh vực của sa thú. Lôi quang trên người hắn lại lóe lên lần nữa, dịch chuyển ra xa mấy nghìn dặm, tránh khỏi tầm mắt sa thú. Hàn lập mới dừng lại đã phất tay lên tạo thành mảnh lôi quang pháp trận quen thuộc, một tiếng oanh minh vang lên, hào quang trong pháp trận tỏa sáng, thân hình hắn mơ hồ rồi biến mất không còn dấu vết, thoát khỏi phạm vi thần thức của sa thú. Sa thú khổng lồ gầm thét điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn uất không cam lòng, đuôi lớn đánh ầm ầm xuống biển cát như đang phát tiết. Trong phạm vi mấy nghìn dặm biển cát như sóng dữ quay cuồng, phát ra âm thanh ù ù chấn động. Trên không trung một khu rừng rậm rạp chợt có chấn động mãnh liệt, một đoàn lôi quang màu vàng hiện lên rồi nhanh chóng lan ra xung quanh tạo thành một pháp trận lôi điện màu vàng. Thân hình Hàn Lập hiện ra, đã khôi phục hình người. Trọng kiếm màu xanh sẫm và ba thanh thanh trúc phong vân kiếm cũng thu nhỏ lại xoay tròn quanh hắn. Hắn phất tay thu kiếm vào, phóng thần thức kiểm tra khu vực xung quanh. Sau khi xác định không còn bóng dáng con sa thú kia nữa, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. "Đại Thúc, tại sao phải chạy? Sao không để ta tiến vào bụng nó, rồi chúng ta nội ứng ngoại hợp, không tin không chém giết được nó?" Kim Đồng từ trong tay Hàn Lập bay ra nói nhanh xa thú nhỏ đã có thể khiến người bị thương còn lớn hơn chẳng lẽ không có thủ đoạn gì nơi này là địa bàn của nó không nên ở lâu hàn lập lắc đầu nói chủ nhân nói có lý an toàn là quan trọng nhất không cần thiết phải mạo hiểm thanh âm tỳ hưu từ trong dây truyền vọng ra có chút nịnh bợ nói tiểu bạch đại thúc nói có lý ta nói không có lý ta nhìn ngươi chán sống rồi thì phải kim đồng giận dữ lao đến bên hông hàn lập há miệng cắn dây truyền bạch ngọc Tì hưu lập tức kêu to, khẩn thiết pha nải cầu xin tha thứ. Được rồi, hai người trật tự một chút, nơi này đã là man hoang giới vực, cẩn thận thì hơn. Hàn lập túm lấy bím tóc kim đồng nhấc lên nói. Kim đồng mặc dù không gào lên nữa nhưng vẫn đỏ mũi tía tai thở phì phò hướng về phía dây truyền bạch ngọc dương nhanh mua vuốt, tì hưu cũng im tin thiết không dám nói gì nữa. Hàn lập lắc đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Nơi đây mới thật sự là man hoang giới vực, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy minh mông bát ngát, sinh cơ bừng bừng. Thiên địa nguyên khí nơi này cũng rất nồng đậm, không kém với những chỗ linh mạch phúc địa ở Bắc Hàn Tiên vực tí nào nhưng linh khí lại hỗn loạn, không an ổn như ở Bắc Hàn Tiên vực. Bạch quang lóe lên, thân hình Tỳ Hưu hiện ra, nó nhắm mắt hít thở thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ say mê quyến luyến. Hàn Lập nhìn xuống phía dưới, thân hình khẽ động đã đáp xuống cành của một cây rong khổng lồ. Cây này to lớn vô cùng, cao ít nhất mấy trăm trượng, thân cành rộng rãi, chiều rộng 10 người ngồi cũng thừa đủ. Loại cây rong này trong khu vực khí hậu ấm áp ở Bắc Hàn Tiên vực có không ít, nhưng không thể to lớn như vậy, nếu so sánh ở đây phải to hơn 10 lần. Hàn Lập càng quan sát, càng tỏ vẻ ngạc nhiên. Không chỉ loại cây rong này mà tất cả cây cối ở nơi đây đều có thân hình to lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Còn có khá nhiều loại cây mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng to lớn không kém. Nhìn đi nhìn lại hắn còn nghĩ có phải bản thân mình chúng thuật pháp gì không khiến thân thể bị thu nhỏ lại. Tất nhiên cũng có những cây cỏ nhỏ, nhưng số lượng cũng không nhiều. Nơi này rất thú vị nha, Kim Đồng cũng ngó nghiêng khắp nơi, không giấu được vẻ kinh ngạc. Người nói người xuất thân từ man hoang giới vực, tất cả thực vật ở đây đều cao lớn khác thường như vậy sao? Hàn Lập nhìn tì hưu hỏi, cây cỏ từ man hoang vốn là như vậy, không phải ở đây to lớn mà do ở những nơi khác quá nhỏ mà thôi. Tì hưu chậm rãi trả lời, Hàn Lập nghe thế dường như suy nghĩ về điều gì, chỉ gật đầu không nói. Chủ nhân, yêu thú nơi này đều hung bạo và hiếu sát, có thể gọi là hung thú, chặng đường phía sau người cần cẩn thận hơn nữa. Tì hưu nói tiếp, được, ta sẽ chú ý, hàn lập gật gật đầu, hắn vừa dứt lời đã nghe một tiếng gầm rú hung bạo từ bên cạnh truyền tới. Một đầu viên hầu màu đen trên đầu có mọc ra một chiếc sừng đỏ sậm lớn tầm 2 trượng từ phía sau một cây đại TH lao ra, cuốn theo một trận gió tanh. Hai chiếc chảo sắc bén hung hăng vồ lên người Hàn Lập. Hàn Lập thân hình không động cong tay bắn ra một đạo thanh quang. Phập một tiếng, thân thể viên hầu màu đen bị chia làm hai nửa, máu tươi văng ra tung tóe. Đúng là hung bạo, đuôi lông mày hắn nhảy lên, cũng không thèm để ý thi thể của hắc viên mà nhìn rừng rậm nguyên thủy xung quanh, trong lòng ngược lại lại cảm thấy thoải mái. Dù sao đi chăng nữa cuối cùng cũng đã rời khỏi Bắc Hàn tiên vực, tạm thời cũng không lo lắng tới truy binh của thiên đình, man hoang mặc dù nguy hiểm nhưng với thủ đoạn của hắn có lẽ vẫn có đủ để bảo vệ bản thân. Hàn lập hít một hơi thật sâu, bạch quang trong tay lóe lên, lấy ra lộ tuyến giao tam đưa cho và địa đồ man hoang giới vực hắn mua được ở nguyên hoang thành. Hắn đưa thần thức vào nghiên cứu cả hai rồi nhanh chóng quyết định, vung tay lấy ra bích ngọc phi xa. "Đi thôi, chúng ta đi khám phá man hoang giới vực nào." Hàn Lập bay lên phi xa rồi nói. Man hoang tất nhiên đầy nguy hiểm nhưng cũng nhờ đó mà có rất ít tu sĩ dám bước chân vào, các loại tài nguyên từ khi thiên địa sơ khai vẫn còn có thể tồn tại, rất lâu rồi hắn mới lại hưng phấn như thế. Kim Đồng và Tỳ Hưu dường như cũng đồng cảm với chủ nhân, lập tức nhảy lên. Hàn Lập đánh một đạo pháp quyết, Phi Sa tỏa sáng hào quang biến thành một đạo cầu vồng màu bích ngọc lao nhanh về cuối chân trời. Chương 541, Tầm Bảo. Ngọc Bích Phi xa bay không bao lâu thì linh văn lập lòe phía dưới thân xa, từng đoàn xương mù màu trắng hiển hiện ra, rất nhanh hình thành một đám mây màu trắng, bao phủ Phi Sa vào trong. Những đám mây trắng này cũng không tầm thường, bao phủ Phi Sa lại, che đậy luôn cả chấn động linh lực mà Phi Sa tản mát ra. Từ bên ngoài nhìn qua, phi xa giống như một đoàn mây trắng bình thường, bay nhanh xuyên thẳng qua rừng rậm nguyên thủy, im hơi lặng tiếng, và lại không có chút linh lực nào tiết ra ngoài. Hàn Lập thấy vậy, tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Bích Ngọc phi xa này không hổ là vật của Thái Ất Ngọc Tiên Công Thâu Cửu, quả nhiên diệu dụng vô cùng, những ngày qua hắn không ngừng nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo. Thời gian tiếp theo, hắn điều khiển phi xa tiến lên, thần thức tỏa ra dò xét tình huống chung quanh, muốn nhanh chóng xác nhận vị trí của mình bay gần nửa ngày trên mặt hàn lập vui vẻ điều khiển phi xa bay về hướng trái phía trước sau một lát một đầm lầy cực lớn hiển hiện ra đất trong ao đầm có màu đen quỷ dị thảm thực vật thủy tảo trong đó thình lình cũng đều có màu đen kịt tản mát ra từng mùi lưu thối quái dị đầm lầy này trên bản đồ ghi là hắc nê chiều trạch cách lộ tuyến địa đồ mà giao tam đưa hắn còn khá xa bất quá không quan hệ nếu đã tìm được vị trí chính xác một đường bay đi là được hàn lập nghĩ như vậy phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, Ngọc Bích Phi xa sáng người hào quang, nhanh chóng bay về phía trước. Đại thúc, thoạt nhìn đầm lầy này rất đặc biệt, có lẽ bên trong có không ít thứ tốt, không tới xem một chút sao. Kim Đồng đột nhiên mở miệng hỏi, Hắc Nê Triều Trạch đã sớm được đánh dấu trên địa đồ, chỉ sợ không ít liệp hoang tu sĩ đã tới, không cần ở đây lãng phí thời gian, về sau chỗ đáng giá chúng ta tầm bảo còn nhiều. Hàn Lập lắc đầu nói ra, nói cũng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi đi. Kim Đồng gật đầu một cái, xoa tay nói. Tì hưu, người đã nói người giỏi về tìm kiếm thiên tài địa bảo, nơi này là man hoang, hảo hảo bộc lộ tài năng đi, tìm được bảo vật phân người ba thành. Hàn Lập nhìn về phía tì hưu vẫn một mực nằm sấp, mở miệng nói ra. Thật không, thân thể tì hưu chấn động, bỗng nhiên đứng lên, nói ra. Tự nhiên, Hàn Lập mỉm cười nói. Tốt, một lời đã định, tì hưu nhe răng trợn mắt, hai con mắt lập lè tinh quang, hiển nhiên đang rất hưng phấn. Không được, đại thúc ta cũng muốn kim đồng bất mãn kêu lên tìm được bảo vật cũng cho ngươi một phần bất quá ngươi không được lười biếng cũng phải xuất lực lượng tìm bảo hàn lập cười nói lúc này kim đồng mới vui vẻ ra mặt năm ngày sau một mảnh sơn mạch núi non vô biên xuất hiện phía trước đám người hàn lập thế núi sơn mạch này cũng không phải là quá cao cũng không phải là thần kỳ chỉ là giữa núi non tràn đầy sương mù màu trắng nồng đập giống như một mảnh vụ hải vô biên khó có thể thấy được thân núi khắp nơi đều tràn đầy cảm giác thần bí cuối cùng đã đến hàn lập nhìn vụ hải sơn mạch phía dưới thở nhẹ ra một hơi mảnh sơn mạch phía dưới này đúng là một địa điểm trên lộ tuyến mà giao tam đưa cho tuy rằng lộ tuyến giao tam đưa hắn chưa chắc là lộ tuyến an toàn chính thức nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể dựa theo lộ tuyến kia chủ nhân bên trong mảnh sơn mạch này có thủy linh khí nồng đậm ta cảm ứng được không ít linh tài chúng ta bắt đầu kiếm bảo đi cái mũi tì hưu ra sức người người nói tốt vậy bắt đầu từ nơi này Hàn Lập gật đầu nhẹ, một tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Mây trắng chung quanh bích ngọc phi xa hơi cuồn cuộn, bay vào bên trong sơn mạch. Dựa vào đám mây cấm chế chung quanh phi xa, mấy ngày nay trong lúc chạy đi cũng không bị hung thú nơi đây tập kích, lúc này bọn hắn đã bay vào bên trong man hoang, cách xa địa phương lúc trước. Lúc mới bắt đầu, Hàn Lập còn gặp được ngẫu nhiên một hai liệp hoang tu sĩ, hai ngày gần đây dần dần xâm nhập man hoang lại không trông thấy bất luận bóng người nào. Đến nơi này, ngược lại cũng không cần vội vàng chạy đi. Ngọc Bích phi xa bay vào bên trong sơn mạch, dung nhập vào trong vô tận vụ hải, lại càng thêm ẩn giấu. Ngay phía trước chừng ba nghìn dặm có một gốc linh thảo, niên đại hẳn là 10 vạn năm trở lên. Hai mắt tỷ hưu nhìn chằm chằm phía dưới, cái mũi không ngừng ngửi ngửi, trong miệng nói ra. Hàn lập bấm niệm pháp quyết thúc dục phi sa bay theo hướng tỷ hưu chỉ, rất nhanh đáp xuống một chỗ đất trũng bên trong khe núi. Chỉ thấy chỗ đất trũng ẩn kín này sinh trưởng một cây linh thảo toàn thân đỏ sập, giống như hồng ngọc điêu khắc thành, ngoại hình có chút kỳ lạ, giống như một cái sừng hươu. Linh khí cực kỳ tinh thuần từ trên linh thảo xanh biết tản ra, cái mũi nhỏ của kim đồng hít hà, trong mắt hiện lên kim quang. Lộc nhung thảo, đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, cỏ này có hiệu quả chữa thương ngoài dự đoán, có thể dùng luyện chế một ít đan dược chữa thương cấp chân tiên trở lên, cho nên nhu cầu rất lớn, 10 vạn năm tuổi tự nhiên càng thêm chân quý. Giống, một tiếng gầm nhẹ từ trong khe núi phụ cận truyền ra, một đầu cửa mãng xanh biết dài chừng 10 trượng bay ra, hai mắt lóe lên hung quang, bay nhào đến phía Hàn Lập. Khí tức cự mãng khổng lồ, rõ ràng là một đầu hung vật cấp chân tiên. Thân hình Hàn Lập không động, một tay phất lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra như điện, vẽ trên thân cự mãng một cái. Thanh âm phốc suy vang lên, đầu thân cự mãng chia lìa, phân biệt trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đoạn thân thể dãy ruộa cuồn cuộn kịch liệt, máu tươi từ chỗ bị đoạn phun ra như thác nước. Hàn Lập cũng không để ý đến mãng xà này, cẩn thận nhổ cả gốc lộc nhung thảo lên, thu vào, sau đó tiếp tục đi. Tì hưu vẫn cảm ứng linh vật chung quanh, hơn nửa canh giờ sau mở miệng lần nữa, dưới mặt đất bên trái phía trước cách đây 2.500 dặm có khí thức linh tài chân quý. Hàn lập đi nhanh tới vị trí tì hưu chỉ, thì pháp chui xuống dưới đất. Cũng không lâu lắm, hắn chui ra từ dưới đất, trong tay nhiều hơn một khối khoáng thạch màu lam lớn chừng quả đấm, bên trong có ánh sáng màu lam chấp động, mơ hồ phát ra thanh âm giống như sóng nước vỗ, Tựa như giữa khối khoáng thạch này ẩn chứa một cái sông lớn. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng, vật ấy tên là Thiên Trọng Huyền Thủy Tinh, là tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí thủy thuộc tính, giá trị xa xỉ. Trong nháy mắt, đoàn người Hàn Lập đã tiến vào mảnh sơn mạch này hơn nửa tháng. Khả năng tầm bảo của Tỳ Hưu quả nhiên không có khoác lác, mấy ngày qua bọn hắn thu hoạch tương đối khá, đã tìm được đủ loại linh tài, linh thảo có gần trăm gốc. Mảnh sơn mạch này có diện tích khổng lồ, hơn nữa bọn Hàn Lập vì muốn tầm bảo nên tốc độ tiến lên không khỏi giảm thấp, bây giờ khó khăn lắm mới đến trung bộ mảnh sơn mạch này. Chủ nhân, 3.500 dặm phía trước có khí tức linh thảo. Ồ, số lượng lại không ít, dường như có hai ba mươi gốc. Ở trên phi xa, tì hưu đứng thẳng một chút, có chút ngoài ý muốn nói ra. Hàn lập nghe vậy, nhãn tình sáng lên, gấp rút thúc giục phi xa. Mấy hơi thở sau, hắn đáp xuống một thung lũng trong dãy núi. Trung tâm thung lũng là một mảnh đất phẳng, đất có màu tím nhạt, có hai ba mươi gốc linh thảo màu tím sinh trưởng ở nơi này, mỗi một gốc linh thảo đều tỏa ra linh khí bức người, phía trên có hoa nhỏ màu tím sậm tản mát ra mùi thơm nồng đậm. Tử U Thảo, Hàn Lập thấy những linh thảo màu tím này, vừa mừng vừa sợ. Tử U Thảo là một loại tài liệu chính trong đan phương thiên hoa đan, không thể tưởng lại gặp được ở chỗ này, hơn nữa còn nhiều đến hai ba mươi gốc. Hắn phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, đang tính thu những tử U Thảo này vào. Vào thời khắc này, một tiếng rít gào sắc nhọn vang lên dày đặc, vô số đạo ánh sáng màu lam hết sức nhỏ từ phụ cận thung lũng bắn ra, rơi xuống hướng hàn lập như mưa. Uy thế những thứ ánh sáng màu lam này làm cho người ta sợ hãi, những nơi đi qua hư không rung rung, không kém thủ đoạn tu sĩ kim tiên bình thường chút nào. Trong lòng hàn lập cả kinh, thời điểm hắn vừa mới rơi xuống đã dùng thần thức dò xét bốn phía xung quanh, nhưng cũng không phát hiện có người ẩn núp ở đây. Tuy trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm, đang muốn thi pháp ngăn cản đại thúc, để ta, kim đồng ở trên phi xa bắn ra, mười ngón tay chẳng chịt phung lên. Vô số đạo tinh quang màu vàng bắn ra, đan vào cùng một chỗ với nhau, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu vàng cực lớn, quay tròn chắn những tia ánh sáng màu lam lúc trước. Những tia ánh sáng màu lam kia đâm vào hoa sen màu vàng, phát ra thanh âm đùng đùng không dứt. Hoa sen màu vàng vững chắc vô cùng, chỉ rung động lắc lư nhẹ nhàng, đơn giản ngăn cản ánh sáng màu lam lại. Hàn lập nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tay biến đổi pháp quyết. Trong tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh hóa thành một cự trường màu xanh, bao phủ những linh thảo màu tím này lại, sau đó nhẹ nhàng rút một cái, đào cả linh thảo lẫn linh thổ màu tím bên dưới ra, thu vào. Hắn thúc giục phi xa, bay đến bên cạnh kim đồng rồi nhìn về phía trước, trong miệng khẽ di một tiếng. Kẻ đánh lén hắn đã hiện thân, là bốn năm người cao tới bảy tám trượng, toàn thân che phủ bởi lông dài màu lam, quái nhân này nhìn y như vượn. Trên thân những quái nhân này có màu xanh sáng lóng lánh, tản mát ra khí thức khổng lồ tương đương cấp bậc chân tiên, đi đầu là một gã tóc xanh cao lớn nhất, thình lình có thực lực kim tiên cảnh. Trong miệng những quái nhân này xì xào tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ đang tụng đọc chú ngữ, trên thân lập lòe ánh sáng màu lam, trước người hình thành một quang đoàn màu lam, từng đám cây màu lam hết sức nhỏ từ trong bắn ra. Mấy quái nhân tóc xanh chứng kiến Hàn Lập thu hồi từ u thảo, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, quang đoàn màu lam trước người sáng lên mãnh liệt, ánh sáng màu lam hết sức nhỏ bắn ra đột nhiên tăng lên gấp bội, Cùng lúc đó, quái nhân cầm đầu há to miệng, phun ra một đạo ánh sáng màu lam chói mắt, hóa thành một đạo quang nhận màu lam cực lớn dài trăm trượng, chém xuống hướng Hàn Lập cùng Kim Đồng. Kim Đồng hừ một tiếng, tay biến đổi pháp quyết, hoa sen màu vàng quay tròn, xùi xùi tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, vô số tinh quang màu vàng từ trong nhụy hoa bắn ra, giống như vô số châm nhỏ màu vàng, đụng vào những sợi lông hết sức nhỏ đã hình thành ánh sáng màu lam, và chạm giữa không trung tạo ra vô số quang đoàn lớn nhỏ tinh quang màu vàng dày đặc vô cùng hơn nữa cực kỳ sắc bén đơn giản có thể chống đỡ ánh sáng màu lam hết sức nhỏ kia hơn nữa nhanh chóng áp bách tới tinh quang màu vàng va chạm với quang nhận khổng lồ màu lam quang nhận màu lam run rẩy kịch liệt thình lình bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ sau đó ầm ầm vỡ vụn ra trong nháy mắt vô số tinh quang màu vàng phản công trong khoảnh khắc bao phủ lại mấy quái nhân tóc xanh mấy quái nhân tóc xanh phát ra thanh âm thê lương thảm thiết sau đó bên ngoài thân sáng lên ánh sáng màu lam mãnh liệt phanh phanh mấy tiếng nổ, thân thể những quái nhân này vậy mà nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành mấy đạo ánh sáng màu lam như nước chảy, lóe lên, nhao nhao chui vào dưới mặt đất. Vừa xuống dưới đất, khi tức những quái nhân này lập tức hòa làm một thể với mạch nước trong lòng đất, hầu như hoàn toàn biến mất vô tung, làm cho không người nào có thể cảm giác được. chương 542, Núi Sương nơi hoang trạch Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh và đột một hơn nữa còn rất kỳ dị làm cho người khác không tưởng tượng ra nổi, đến Hàn Lập cũng khẽ giật mình ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, hắn thầm nghĩ thảo nào trước đó không cảm nhận được những quái nhân lông xanh ẩn nấp ở đây. Vài đầu quái nhân sau khi chui xuống dưới đất lập tức chia bốn phương tám hướng chạy trốn về phía xa với tốc độ nhanh kinh người. Ánh mắt hàn lập chấp động nhưng không có cử động gì. Những quái nhân lông xanh này mặc dù có ẩn nặc thuật vô cùng huyền diệu nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận ra được, bất quá hiện tại hắn không có ý định đuổi theo. Kim đồng nhăn nhó mặt mũi nổi giận đùng đùng, Mỗi tội nó không cảm nhận được khí thức của lũ quái kia liền quay đầu nhìn Hàn Lập, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng muốn hắn cho ý kiến. Để bọn chúng đi đi, Hàn Lập lắc đầu chậm rãi nói, tại sao lại không đuổi, Kim Đồng không cam lòng hỏi, những quái nhân lông xanh này không phải man hoang hung thú bình thường mà chắc là man hoang dị tộc sinh sống gần đây, không biết gì mà cứ đuổi theo, chỉ sợ được không bù mất. Hàn Lập trả lời, mấy con khỉ lông xanh này, có nhiều gấp 10 lần ta cũng không thèm để vào mắt. Kim Đông giữ giữ nắm đấm nhỏ xinh, bất mãn nói khẽ. Ngàn vạn lần không được xem thường những man hoang dị tộc này, nhiều tộc đàn có sức mạnh chỉnh thể rất khủng khiếp, hơn nữa trong tộc thường cung phụng các loại man hoang chân linh giống như con sa thú lúc trước, thực lực sâu cạn khó dò. Mục đích chính của chúng ta là vượt man hoang, việc tầm bảo cũng chỉ là thuận tay, đừng nên kiếm thêm chuyện không cần thiết. Hàn lập nghiêm nghị nhắc nhở, Kim Đồng nghe thế, lại nhớ tới thực lực của con sa thú khổng lồ kia, thần sắc khẽ biến, không nói gì nữa. Chủ nhân, không ngờ người cũng biết khá nhiều về tình cảnh ở man hoang đó nha. Tì hưu có chút huệ oải nói, nếu đã xác định phải ở trong này một quãng thời gian tương đối dài thì nên biết người biết ta chứ. Hàn lập cười cười nói, lúc trước ở trong thành nguyên hoang thật ra hắn cũng không tìm hiểu được bao nhiêu tin tức về man hoang giới vực, cuối cùng phải vào vô thương minh treo nhiệm vụ với cái giá đắt đỏ mới thu lượm được ít tư liệu có giá trị tham khảo. Đi thôi, những chủng loài man hoang dị tộc này rất căm thù liệp hoang tu sĩ, lần này ăn phải quả đắng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kéo quân tới báo thù. Hàn lập lướt nhìn xung quanh, nói tiếp, chán ngắt, đại thúc, ta buồn ngủ, có gì chơi vui thì lại gọi ta dậy. Kim đồng buồn bã ỉu xìu ngáp một cái, thân hình chấp động kim quang biến thành giới chỉ đeo trên ngón tay Hàn lập. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, quang mang quanh bích ngọc phi xa lại sáng lên, tiếp tục bay về phía trước. Để tránh việc bị những dị tộc lông xanh truy tung, đoạn đường kế tiếp hắn không chậm rãi tầm bảo nữa mà mở ra cấm chế ẩn nặc toàn lực lao đi, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi những dãy núi liên miên bất tận được bao phủ bởi sương mù trắng này. Sau khi ra khỏi dãy núi hắn liền thấy một vùng đất tương đối bằng phẳng, đi thêm chút nữa đã thấy một mảng rừng rậm u ám xuất hiện phía trước. Từ xa nhìn lại, cây cối trong rừng phần lớn có màu xám đen, cành lá sum xuê rậm rạp, cho dù bây giờ là ban ngày nhưng dưới những tán cây dày đặc chỉ có chút ánh sáng lờ mờ khiến cho người ta có cảm giác âm lãnh khó lường. Hàn lập thấy vậy khẽ nhíu mày nhưng cũng không trần chừ chút nào, hướng phi xa đâm thẳng vào trong rừng. A, à, có chút cổ quái, thiên địa linh khí ở đây khá nồng đậm mà lại không có bao nhiêu khí thức của linh tài. Bay được một lát, tì hưu chợt mở miệng nói, sắc mặt hàn lập hơi trầm xuống, thần thức của hắn cũng đang phóng ra xung quanh cảm ứng tình hình, khu vực này quả thật có chút cổ quái. Trong rừng chẳng những có rất ít linh thảo sinh trưởng mà dường như cũng không có chút khí tức nào của man hoang hung thú. Nơi này mặc dù cổ quái nhưng Hàn Lập cũng không quá lo lắng, nếu đã không có gì nguy hiểm thì hắn càng thuận lợi đi qua nhanh hơn. A, à, linh lực ba động thật cường đại, khí tức lại còn nồng đậm không gì sánh được. Chủ nhân, ta cảm ứng được đằng trước hướng về phía bên trái có đồ tốt, không nên bỏ qua. Bay được gần nửa ngày, hai mắt Tỳ Hưu chợt sáng lên, vội vàng nói. Hàn Lập nghe thế, sắc mặt hơi do dự nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định cho Bích Ngọc Phi xa bay về hướng tỷ hưu chỉ dẫn. Một lát sau đã tới một khu vực đầm lầy đầy nước bùn màu đen dày đặc tử khí. Trong đầm lầy không có một bóng cây ngọn cỏ, nước bùn màu đen tỏa ra mùi hư thối khó chịu, thỉnh thoảng một vài bong bóng lớn từ dưới nước chui lên, vỡ vụn, tỏa ra từng luồng trướng khí màu tím đen. Tì hưu, người có chắc nơi này có bảo vật, hàn lập nhíu mày, hỏi, thần thức của hắn đã sớm xem xét, thiên địa linh khí trong khu vực này còn mỏng manh hơn trong rừng rậm mấy phần, đừng nói gì đến thiên tài địa bảo, ngay cả khí thức của sinh linh cũng không cảm ứng được tí nào. Không sai, nó ở tận sâu trong khu đầm lầy này. Lần này nếu tìm được đồ tốt chủ nhân cũng đừng quên công lao của ta. Tì hưu chu mũi người người kiên quyết nói, đã thế đi qua đó xem sao. Hàn lập nghe nó nói, tuy vẫn bán tín bán nghi nhưng vẫn thúc giục pháp quyết trong tay, tiếp tục điều khiển phi xa tiến về phía trước bay được một chút sắc mặt hắn chợt biến đổi, bấm niệm dừng phi xa lại. Ở đây trướng khí màu tím đen bốc lên từ đầm lầy quá nồng đập, ngưng tụ phía trên không trung tạo thành một màn xương dày đặc, cản trở tầm nhìn, như đi trong đêm tối. Nhưng điều làm hắn chú ý không phải là màn trướng khí này, hắn vội hướng phi xa đi xuống dưới, lúc cách mặt đầm lầy hơn 10 trượng mới dừng lại, nhìn xuống, cau mày. Chỉ thấy trong nước bùn màu đen xen lẫn rất nhiều bộ hài cốt trắng hiếu, phần lớn đều đã hư thối nhưng vẫn có thể nhận ra là các mảnh xương của đủ chủng loại yêu thú. Xương trắng muôn hình vạn trạng, lớn nhỏ đều có, nhỏ thì hơn 10 trượng, lớn cả trăm trượng cũng không ít. Mà không chỉ ở khu vực này mà toàn bộ vùng đầm lầy phía trước cũng vậy, hắn nhìn hết tầm mắt vẫn thấy trong mảng đen mở tối có điểm những ánh sáng phát ra từ xương trắng yếu ớt, càng lộ vẻ âm trầm. Tì hưu dường như cũng bị khung cảnh này dọa giật mình, không dám ho he, chỉ nghiêng đầu liếc liếc hàn lập, tỏ vẻ lo lắng sắc mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh như thường, sau khi dừng lại một chút hắn lại bấm niệm pháp quyết thúc dục phi xa bay đi. Càng đi tiếp hải cốt yêu thú trong đầm lầy xuất hiện càng nhiều, thậm chí lấp đầy cả mặt nước, về sau cũng không thấy nước bùn màu đen nữa, nhiệt độ không khí chợt lạnh đi mấy phần. Vẫn chưa tới sao, Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi, chủ, chủ nhân, chắc chắn là ở phía trước, nhưng nơi này có chút dọa người, không bằng. Hay là thôi đi, tì hưu nằm sấp trên phi xa không dám nhúc nhích, nói khẽ hy vọng ngươi cảm nhận đúng hàn lập bình thản nói nếu đã đến tận đây tất nhiên hắn không có ý định bỏ cuộc giữa chừng căn cứ vào kinh nghiệm bản thân hắn hiểu nơi nào có thiên tài địa bảo đều có dị thú ở gần canh giữ điều này cũng không có gì lạ nhưng con thú này không dễ đối phó chắc hẳn nó có một thủ đoạn che giấu khí thức nào đó cực kỳ cao minh làm cho hắn đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chút manh mối nào nhưng khi vào man hoang hắn có cảm giác cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm gì đi nữa thì với thủ đoạn của bản thân cũng đủ khả năng tự bảo vệ xấu nhất gặp phải kẻ địch quá mạnh thì chạy trốn là cùng. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi tiếp tục thúc giục phi xa yên lặng bay về phía trước, trong lòng âm thầm đề phòng hoàn cảnh xung quanh, cũng chậm rãi giảm tốc độ lại. Cứ thế đi được một lát, hắn thu pháp quyết điều khiển phi xa dừng lại. Ở đây đã là chỗ sâu nhất trong đầm lấy, số lượng hài cốt lại càng nhiều kinh người, tạo thành những núi xương trắng to lớn khắp bốn phía. Ngoài ra hình dáng khung xương ở đây to lớn hơn so với dọc đường rất nhiều, các bộ xương như quả núi chỗ nào cũng có, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau. Cảnh tượng này khiến Hàn Lập bất chợt dùng mình, chủ nhân, bảo vật ở ngay chỗ đó. Tì hưu chợt mở miệng, chỉ về phía trước, cách đó vài dặm giữa hai tòa núi xương có một hồ nước rộng mấy trượng màu xanh biếc, nước hồ trong vắt nhìn thấy cả đáy. Giữa hồ có một gốc hoa sen ánh vàng rực rỡ, lớn bằng cái chậu rửa mặt, bông hoa có chín cánh vàng, tuy lớn nhỏ khác nhau nhưng nhìn lại vô cùng hài hòa, thuận mắt. Trên hoa sen xuất hiện chín cầu vồng màu vàng chiếu lấp lánh, lộng lẫy không gì sánh được. Trong lòng Hàn Lập hơi động vội hướng phi xa bay tới. Khoảng cách còn mấy chạm trượng hắn đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm kỳ dị tỏa ra từ bông hoa, mới hít một hơi hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái, mấy chỗ tiên khiếu trong cơ thể dường như có dấu hiệu muốn mở ra. Gặp tình huống này hắn vừa mừng vừa sợ, mặc dù không nhận ra đóa hoa sen này là thiên địa linh vật gì nhưng chỉ ngửi thoáng qua đã biết nó là vô thượng linh vật, chỉ gặp không thể cầu. Hàn Lập đang muốn bay qua nhìn kỹ, chợt đúng lúc này xảy ra dị biến, một tiếng kêu xuyên thủng tầng mây từ phía chân trời vang vọng đến. Tiếng kêu lọt vào tai khiến thần hồn hắn rung lên bần bật, thân hình hơi trao đảo. Nhưng thần thức của hắn mạnh đến cỡ nào, nhanh chóng lấy lại cân bằng tuy nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Không trung phía trên chợt tối sầm, một đầu cự thú màu đen đột ngột xuất hiện. Thân thể con hoang thú này vô cùng to lớn, so với con sa thú ở biển cát không kém chút nào, hình dạng như giao long, toàn thân có vải đen bao phủ, mỗi mảnh lân phiến phải lớn vài chục trượng, trên đầu mọc mấy cây gai xương màu đen dài hơn chạm trượng, dưới thân là bốn long chảo cực lớn, che khuất cả bầu trời. Giao Long mở to đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào hoa sen vàng, ánh mắt đầy tham lam nhưng chợt xoay chuyển nhìn sang Hàn Lập đang đứng trên phi xa, hung quanh lóe lên. "Ây da, chủ nhân, ta hơi mệt, đi nghỉ trước." Tỳ Hưu sợ hãi hô lên thất thanh, bạch quang quanh thân lóe lên lập tức biến thành mặt dây chuyền đeo bên hông Hàn Lập. Kim quang trên người Hàn Lập lóe lên, đang muốn ra tay. ầm ầm một cơn lốc cuồng bạo đột nhiên cuốn tới, là đuôi rồng như chớp giật đánh về phía hắn. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị siết chặt, chớp mắt đã thấy đuôi rồng đến trước người, khí thế muốn xé rách bầu trời, rời núi lấp bể tuôn ra. Hắn biến sắc, vội vã vung tay lên, ba thanh thanh trúc phong vân kiếm bắn ra lóe lên hóa thành ba thanh cửa kiếm màu xanh đan sen chắn trước người. Hắn chưa kịp làm gì thêm, đuôi rồng đã quất lên thân kiếm ầm một tiếng nổ vang rung trời, ba thanh cự kiếm chấn động mạnh, kiếm quang màu xanh bên ngoài bị đánh tan hơn phân nửa, vốn ban đầu đan sen cùng một chỗ mà giờ này bị đánh tan tác, mỗi thanh mỗi nơi. Nhưng cũng may, đòn thế của Giao Long cũng vừa vặn bị cản lại. Hàn lập âm thầm kêu khổ, vội vàng điều khiển phi xa bắn nhanh về phía sau tránh dư chấn, đồng thời phất tay triệu hồi ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thực lực của đầu Giao Long màu đen này chỉ sợ còn mạnh hơn cả con sa thú khổng lồ lúc trước chương 543, phân tranh, một chảo của dao long ngăn cản hàn lập lại, sau đó không để ý hắn nữa, một long chảo khác lại rơi xuống, chộp đến phía hoa sen màu vàng. Hàn lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, hắn tuy biết thực lực giao long màu đen này đáng sợ, nhưng hoa sen màu vàng thật sự là linh vật vô thường, tự nhiên không thể buông tha đơn giản như vậy. Đang cân nhắc, hắn phất tay thu hồi bích ngọc phi xa, trên thân đại phóng kim quang, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo kim hồng, bay thẳng đến hoa sen màu vàng kết quả hắn còn chưa kịp bay xa thì mặt đất phía trước đung đưa mãnh liệt, giống như địa chấn. Thân hình Hàn Lập ngừng lại nhanh chóng, tiếp đó không nói hai lời thối nhanh lui sau, tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn. ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất phía trước nổ bể ra mãnh liệt, một cái vòi màu đen vừa thô vừa to vô cùng từ dưới đất vươn ra, cuốn đến hướng giao long màu đen giữa không trung. Một cỗ man lực ngập trời từ trên cái vòi màu đen lan ra, nhấc lên một cỗ vòi rồng, Hàn Lập tuy đã cách đó mấy trăm trượng, nhưng thân thể như lá rụng trong cuồng phong, không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Lần này, toàn thân hắn như gặp phải trọng kích, hầu như muốn tan rã, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, và lại thân thể vốn cứng rắn vô cùng, sớm đã bị vỡ thành thịt nát rồi. Hàn lập bay ra ngoài 10 dặm mới ổn định thân thể, sau đó lập tức nhìn lại phía trước, trong lòng cả kinh. Cái vòi màu đen to lớn vô cùng, rõ ràng là một xúc tu màu đen vừa thô vừa to, to chừng ngàn trược, phía trên hiện đầy từng cái rác hút màu đen cực lớn giống như cánh tay yêu từ lòng đất vươn ra chống trời, bây giờ đang quấn lấy thân thể giao long màu đen. Giao long màu đen vốn hung hăng, giờ trước xúc tu giống như gà con bị lão ưng bắt, trong miệng phát ra tiếng thét động trời, ra sức giấy ruộng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tiếng nổ lại liên tục vang lên, mặt đất phụ cận cũng nổ bể ra, lại chui ra mấy xúc tu màu đen độc nhất vô nhị như cột chống trời, nhào nhào cuốn về phía thân thể giao long màu đen, trong khoảnh khắc khốn trói nó lại. Cái này, Hàn Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Xúc tu màu đen này xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, lấy thần thức khổng lồ của hắn cũng không phát hiện một tia manh mối nào. Ầm ầm ầm, khắp đầm lầy đung đưa, một thân ảnh màu đen lớn vô cùng từ dưới mặt đất sau lưng Hàn Lập chậm rãi chui ra, là một đầu quái thú cực lớn khó có thể tưởng tượng. Con thú này nửa thân trên giống như tích dịch, cái cổ thon dài, đỉnh đầu mọc ra màu đỏ tươi, giống như cái màu gà trống. Nửa người dưới lại giống như trương ngư, mọc ra hơn 10 xúc tu cực lớn, không biết là quái vật gì cửa quái này so với dao long màu đen thì lớn hơn mấy chục lần thân ảnh khổng lồ trên nửa màn trời từng đám xúc tu màu đen cực lớn cuồng vũ vòng quanh đầu dao long màu đen đưa vào trong miệng đầu dao long màu đen ở trong miệng quái thú giống như một con gà chống ngậm một con run lớn khí thức khổng lồ vô biên vô hạn từ trên thân quái thú màu đen tản mát ra sắc mặt hàn lập đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy trong lòng nổi lên tâm tình sợ hãi đã lâu không có hắn bỗng nhiên quay người toàn thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luân sau lưng hiển hiện ra, nhanh chóng nghịch chuyển chuyển động, thân ảnh Hàn Lập đột nhiên hóa thành một đạo kim ảnh mơ hồ, điện xả về hướng xa. Quái thú màu đỏ tươi trước mắt, một cái xúc tu màu đen bay cuộn ra nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. vậy mà thoát cái đuổi kịp Hàn Lập đã sớm thoát ra gần trăm dặm, nhanh như tia chớp quấn lấy thân thể hắn. trước mắt Hàn Lập là một màu đen, toàn bộ cơ thể đã bị xúc tu màu đen vây quanh ở bên trong. Một cổ cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, khiến cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc một hồi. Hàn Lập kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân đại phóng kim quang, nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong nháy mắt đình chỉ chuyển động, sau đó đổi thành thuận chuyển. Vô số gợn sóng màu vàng hiển hiện ra, lan tràn ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một khu vực gợn sóng màu vàng lớn ngàn trược, bao phủ cả xúc tu màu đen vào bên trong. Xúc tu màu đen bị gợn sóng màu vàng bao phủ giống như bị băng tinh màu vàng đông lại tại đó, cả xúc tu ngừng lại một lát vậy mà không thể động đậy quái thú màu đen gầm nhẹ một tiếng trên xúc tu đại phóng hắc quang kéo mãnh liệt một cái khu vực gợn sóng màu vàng lắc lư kịch liệt mắt thấy muốn vỡ vụn ra ngay lúc này một đạo lôi điện màu vàng hiện lên gợn sóng màu vàng lóe lên rồi biến mất xúc tu màu đen cũng khôi phục tự do bay trở về trước người quái thú màu đen quái thú màu đen mở xúc tu đang xoắn chặt ra nhưng bên trong không có thân ảnh hàn lập trong miệng nó phát ra một âm thanh kinh ngạc giờ khác này cách đó vạn dặm lóe lên lôi quang màu vàng thân ảnh hàn lập hiển hiện ra sắc mặt trắng bệch vô cùng khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi một cái cánh tay bị cong quỷ dị hiển nhiên đã bị bẻ gấy hắn không để ý tới thương thế trên người chút nào trên thân lần nữa hiện ra lôi quang màu vàng trói mắt khuếch tán ra chung quanh hình thành lôi quang pháp trận một âm thanh sét đánh nổ mạnh thân ảnh hàn lập lần nữa biến mất vô tung trên không một cánh rừng rậm rạp xanh biếc từng đạo hồ quang điện màu vàng hiển hiện ra Ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận. Pháp trận lóe lên trong hư không, thân ảnh Hàn Lập ở trong đó hiện ra. Hắn nhìn chung quanh, thở ra một hơi thật dài, kim bạch quang mang từ bên hông và trên tay lóe lên, thân ảnh kim đồng cùng Tỳ Hưu hiện ra. Đại thúc, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi là quái vật gì vậy? Kim Đồng tựa hồ cũng bị hù cho khiếp vía, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tỳ Hưu không nói một lời, trong mắt cũng đầy vẻ kinh hãi. Không biết, hẳn là man hoang chân linh nào đó. Thân sắc hàn lập hơi ổn định lại, mở miệng nói ra. Man hoang chân linh lại khủng bố như vậy sao? Ta tưởng rằng cũng tương tự như đầu sa thú khổng lồ kia chứ. Kim đồng chưa tỉnh hồn nói. Hàn lập không nói gì, ánh mắt lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu bạch, chẳng phải ngươi sinh ra ở man hoang hả? Biết rõ nơi đây nguy hiểm như vậy còn mang bọn ta chạy loạn, muốn hại chết chúng ta sao? Kim đồng lập tức nhìn về phía tỷ hưu, tức giận nói. Lão đại, ta tuy xuất thân man hoang, nhưng vừa mới sinh ra không lâu đã bị liệp hoang tu sĩ mang đi, hiểu rõ nơi này cũng không nhiều. Hơn nữa ta đã ký kết khế ước cùng chủ nhân, chủ nhân nếu như bị chết, kết quả của ta cũng sẽ không dễ chịu, làm sao dám làm loại chuyện này. Tì hưu vội vàng giải thích, Kim Đồng nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, liền hư một tiếng, không nói gì nữa. Xem ra chúng ta quá coi thường man hoang này rồi, Hàn Lập thì thào tự nói, âm thầm cảnh giác. Trước đó vài ngày hắn chạy đi tầm bảo, không gặp nguy hiểm gì lớn, trong lòng liền có chút coi thường, vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, suýt nữa tiến đưa tính mạng rồi. Đang cân nhắc, hắn lật tay lấy ra một quả đan dược chữa thương ăn vào, lại phục hồi cánh tay bị gãy như cũ, ngẩng đầu nhìn man hoang vô tận phía trước, mày nhăn lại. Vừa mới tiến vào man hoang không lâu, đã gặp cửa thú đáng sợ như thế, nếu xâm nhập sâu vào trong đó, không biết gặp phải nguy hiểm gì. Đại thúc, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Kim Đồng hỏi, hai tay hàn lập kết một cái pháp quyết, một khắc sau trong hư không hiển hiện từng sợi hào quang nhẹ nhẹ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chương quang ảnh địa đồ, phía trên chính là những khu vực trước kia bọn hắn đi qua, cùng đại bộ phận khu vực lặp lại bên trong các địa đồ. Đây là hắn căn cứ địa đồ lấy từ giao tam lúc trước, kết hợp những địa đồ mua từ nguyên hoang thành, hợp lại mà thành đấy. Chúng ta đi nơi đây, Hàn Lập chỉ vào một khu vực đồi núi, mở miệng nói ra. Lộc Minh Chi Khâu, Kim Đồng liếc nhìn chữ nhỏ ghi trên đó, thì thầm từng chữ. Căn cứ địa đồ đánh dấu, phiến khu vực này cách đây không xa, chỉ có một ít man hoang dị thú sinh tồn, cũng không phải quy mô bộ tộc gì, chúng ta trước đi nơi đây nghỉ ngơi một chút, về sau lại tính tiếp. Hàn lập chậm rãi nói ra, sau đó, bàn tay hắn qua qua một vòng, trương quang ảnh địa đồ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Bích Phi xa tái khởi độn quang, bay nhanh sát mặt đất, lướt về phương xa. Đã có vết xe đổ trước đây, nên Hàn Lập thu hồi lòng khinh thị đối với man hoang, không tiếc tiêu hao tiên nguyên thạch mở ra toàn bộ cấm chế phi xa, cũng không dám tùy ý tìm kiếm bảo vật, như thế vô kinh vô hiểm bay hơn 10 ngày, cuối cùng đã tới biên giới Lộc Minh Chi Khâu. Tới gần nơi này, cả vùng đất rừng rậm rạp bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt. Bây giờ chính là đêm khuya, hàn lập lướt nhanh trên bầu trời, cũng có thể chứng kiến phía dưới có các dị thú hình thể cao lớn dữ tợn, hoặc đi trong rừng kiếm ăn, hoặc chém giết với thiên địch. Ngoài ra còn có một ít dị thú cảm giác nhạy bén, đã nhận ra trên bầu trời khác thường, cả bọn há miệng gào thét, âm thanh chấn núi rừng. Ánh mắt Hàn Lập trông về phía xa, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, lộ ra một tia nghi hoặc. Mấy trăm dặm phía trước có từng trận giao động linh khí mãnh liệt truyền đến, tựa hồ có nhiều người đang giao chiến. Hàn Lập suy nghĩ một chút, bàn tay vung lên, thu bích ngọc phi xa vào. Sau đó hắn lại lấy ra trương mặt nạ long ngũ mang trên mặt, toàn bộ cơ thể chấp động linh quang một hồi, sau đó biến thành một gã trung niên nam tử dung mạo chất phác, đồng thời cũng che lại khí tức bản thân, im hơi lặng tiếng bay đến hướng giao chiến hư hư thực thực kia. Càng tới gần, linh khí dao động phía trước cùng tiếng động lớn ẩm ý càng lớn. Đi tới một chỗ chưa đủ 50 dặm, Hàn Lập trực tiếp bay thấp xuống, tiến nhập một cánh rừng có cây cối thưa thớt, thân hình chấp liên tục đi tới phụ cận. Chỉ thấy giữa một mảnh đất trống rộng rãi phía trước, có một đài cao chừng hơn một trượng, phía trên thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, chiếu rọi bốn phía một mảnh sáng ngời. Mà ở hai bên đống lửa kia, đang có hai đám tộc nhân bộ dáng quái dị kỳ lạ hiếm thấy, đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một phương cùng loại nhân tộc, chỉ là thân hình cao gầy, và lại cái cổ thật dài, từng cái đều cao hơn một trượng, làn da quanh thân có màu xanh sẫm, khóe miệng có hai cái răng nanh màu trắng dài đến nửa xích, lồi ra bên môi, bẻ ngoặt ra hai bên. Ngược lại phương kia, hình dáng có chút dữ tợn kinh khủng. Từng người bọn họ chỉ cao đến năm thước, hình thể cực rộng, nhìn thập phần mập mạp, làn da quanh thân có màu nâu xám, phía trên mọc lên một tầng giáp dày đặc hầu như không có cổ cái cằm và lồng ngực liền cùng một chỗ bờ môi vừa rộng lại dày thoạt nhìn giống như là một con cóc lớn đứng thẳng lên